Tại vùng quê hẻo lánh Salaxaler có khung cảnh yên bình rất thích hợp cho mọi người tới chữa lành sau bao ngày thăm ngàn tất bật vất vả. Cơ mà dạo gần đây sự chiêu chiêu ấy bỗng biến đổi nhanh như chớp theo hướng tiêu cực và thậm chí còn được miêu tả bởi hai từ đáng sợ. Chả hiểu tại sao đàn gia súc tự nhiên lăn quay ra hẹo hết cả đống với trạng thái bị xé xác ăn mất nội tạng vô cùng dã man tàn bạo, gây nên sự lo lắng mất ăn mất ngủ cho người dân nơi đây. Chuyển cảnh buổi sáng sớm đám trẻ vô lo vô nghĩ vừa đi vừa tám chuyện vui vẻ, trong đó thằng bé gia thế Iataro là giàu nhất. Nhà mặt phố bố không làm to nhưng mẹ sở hữu chuỗi nhà nghỉ suối nước nóng sang xịn mịn nhất vùng quê này. Bọn bạn thường xuyên tâng bốc khiến thằng bé đôi khi cũng ảo tưởng rằng con nhà giàu thì nên tới Tokyo cháy phố, chứ du rú ở vùng quê nghèo nàn chỉ tổ ngu người. Đối lập với bọn nhóc ăn sung mặc sướng cách đó không xa, cậu bé Kabane đang phải nai lưng làm việc ở cái tuổi đáng lẽ phải được cắp sách tới trường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Ngang qua thần đồng đất ruộng, thằng Iataro dặn cậu lát nữa cấm xí sớn bén mảng tới nhà chính vì có ông khách thám tử ở Tokyo đến chơi, đừng để họ bị ám ảnh bởi mùi hôi trên người cậu. Trước sự khinh miệt quá quen thuộc, thằng nhóc men chỉ cái cho xong khỏi tranh cãi nhiều rồi lại tiếp tục bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Giữa đoạn đường lên núi khứa thám tử Inugami số đen hơn cờ hó đang tự nhiên bị thủng xăm lốp cay vãi lìn. Cùng lúc đó bà chủ trọ Kanokoso thấy thằng thám tử lâu la mất thời gian quá liền đáng lái đi tìm đưa về tận nơi. Chợt thấy xem ông cháu hỏng hóc bà đã đề nghị không chê em nghèo thì lên ô tô em đèo. Trên đường hai người bàn bạc sơ qua về vụ án kỳ lạ chết đám động vật. Mọi người lo sợ tên hung thủ sau khi hại chết châu bò lợn gà lại đụng tới người làng đành mời thám tử Inugami từ Tokyo tới điều tra vạch trần sự thật. Đến nhà nghỉ đầu tiên bà chủ mời anh ăn miếng bánh uống miếng nước nghỉ ngơi sau hành trình từ phố xuống quê đầy vất vả. Đau lưng mỏi gối tê tay cả ngày, ông cháu đứng dậy vươn vai dài rộng thì bất ngờ ánh mắt ta vô tình va phải cậu nhóc chăm chỉ giữa đồng không mông quạnh. Về phần nhóc đó bà chủ trả lời đời còn dài thời gian còn nhiều từ bà kể cho nghe sau. Tối hôm đó khứa thám tử cầm tiền trợ cấp nhiệm vụ của công ty đi tận hưởng suối nước nóng cực phê. Thằng bé Iataro nghe lời mẹ tới kỳ lưng giúp vị khách đặc biệt. Phục vụ là phụ chứ mục đích chính của nó muốn dùng cái mỏ dẻo hơn kẹo kéo ghi điểm trong mắt người Tokyo, biết đâu lại được đưa tới đó làm boy phố thì hết nước chấm. Khứa thám tử bề ngoài trông bất cần đời cơ mà liếc cái biết ngay ý đồ thâm sâu cùng cốc của thằng nhóc, bọn trẻ danh tính lợi dụng anh mài á còn non và xanh lắm con trai ơi. Tắm táp xong xuôi anh tới gặp bà chủ Kanokoso, thằng Iataro đứng ngoài nghe trộm thầm sung sướng nghĩ bụng chắc anh thám tử khen mình đây, ai dè thanh niên ngỏ ý từ mai muốn đích thân Kabane vào phục vụ mình. Nụ cười đã tắt đằng sau bóng tối thằng bé Iataro nghiến răng kèn kẹt cay cú khi Inugami bỏ mình chọn thằng nhóc gầy gò ốm yếu thiếu muối kia. Sáng sớm bà chủ đưa cho một bộ quần áo mới dặn cậu gột sạch thân thể sau đó vô phục vụ quý nhân. Sắp xếp xong bữa cơm cậu tính rời đi bất ngờ Inugami xuất hiện đưa cậu tấm danh thiếp chứng minh nghề nghiệp mong cậu nán lại vài 3 phút cung cấp thông tin. Kabane đồng ý nhưng đợi anh ăn cơm nước xong xuôi đã, thú thật nơi đây chả ai ăn cơm ngon miệng khi cậu ngồi cạnh bởi mùi hôi cơ thể quá kinh khủng. Lao động là vinh quang cơ thể bốc mùi vì làm việc cần gì phải xấu hổ. Anh động viên cậu hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, đàn ông không hôi đời không nể, chỗ anh làm việc toàn bọn được dựa viêm cánh kinh khủng hơn nhiều. Nhắc về vấn đề Inugami muốn biết Kabane đoán vụ súc vật bị giết hại đúng chứ, anh khá bất ngờ bởi bà chủ từng bảo chưa tiết lộ với bọn trẻ con vì sợ chúng nhát cái không dám tới trường. Đơn giản thôi, Kabane kể họ thường nhờ cậu dọn hộ đống xác thối giữa ấy, khung cảnh thật sự quá đỗi kinh dị. Nếu trên đời này xuất hiện quái vật cậu khẳng định chỉ chúng mới gây ra được hiện trường hỗn loạn tới ghê người. Đặc biệt cậu ngày dọn dẹp đều xảy ra sau đêm trăng non nên cậu nghĩ cứ canh chừng đêm trăng non sắp tới kiểu gì cũng có thu hoạch. Quả nhiên bọn tầm ngầm ít nói rất hay quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Inugami khen nhóc khá lắm đồng thời cảm ơn những thông tin quý giá cậu cung cấp. Còn 5 ngày nữa mới tới rằm, thời gian chờ đợi để đỡ chán rèn luyện sức khỏe thanh niên xung phong làm đồng hỗ trợ nhóc men. Cơ mà thăn ngàn thì ít bố cứ sơ hở lại nằm vật ra ăn và kêu nhức nhức cái lưng xong cứ đổ tội cho tuổi già thoái hóa cột sống. Gớm nói cứ như mình đầu hai thứ tóc ấy. Với kinh nghiệm trong nghề lâu năm cậu khẳng định do ông anh quốc dụng sai tư thế thôi đừng có nói quá. Đột nhiên Inugami thấy hứng thú với chiếc dây chuyền Kabane đeo trên cổ liền mượn cậu xem xét đôi chút. Về xuất xứ chiếc vòng cậu bảo nó theo mình từ bé, chắc nó là của người bố mẹ từng bỏ rơi cậu. Ngắm nghía thật lâu thám tử phủ nhận những gì cậu nói, hẳn cậu chưa hiểu hết về viên đá này rồi. Nó tên mệnh kết thạch gồm những thành phần quý hiếm tạo thành. Người ngay cả đứa con rứt ruột đẻ ra còn méo nuôi nổi đâu hào phóng tới mức để lại thứ đắt đỏ quý giá thế. Hẳn bố mẹ không bỏ rơi cậu mà đem cậu tới nhờ bà chủ suối nước nóng chăm sóc giúp bằng tấm lòng chân thành nhất, mong sao con mình bình an lớn lên. Inugami hỏi cậu muốn tìm ba mẹ khum anh sẽ hỗ trợ, chưa bao giờ gặp người thân cậu tất nhiên muốn chứ thôi thì chăm sự nhờ anh ạ. 5 ngày sau cậu đứng đợi anh ở chuồng gia súc tuy nhiên Iataro lại xuất hiện đầu tiên. Nó cay cú khi mình bị thua SML trước thằng nhóc thất học đang ăn nhờ ở đậu nhà mình. Nó khẳng định thằng khố rách áo ôm bị cha mẹ vứt bỏ như cậu đừng mơ ảo tưởng được đổi đời nhờ anh thám tử. Nói rồi thằng nhóc hung hăng giật lấy viên đá trên cổ khiến cậu tức giận đẩy ngã nó. Cơn bực tức dâng lên đỉnh nóc kịch trần, thân thể cậu tự nhiên biến đổi thành con quái vật dị dạng mắt đỏ long sòng sọc dọa thằng nhóc kia sợ hãi co giò bỏ chạy té đái. Nhặt lấy sợi dây chuyền rơi dưới đất lòng cậu bình an hơn bao giờ hết, cơ thể theo đó cũng hóa trở về như cũ. Lát sau Inugami tới nơi thấy cậu ngồi gục mặt xuống gối, giọng cậu run run thừa nhận sự thật kinh tởm khi mình chính là con quái vật giết hết đám gia súc trong làng. Thằng bé đang giàu thấy bà cố nội vậy mà ông thám tử lại bảo mình muốn cho cậu xem mông làm thằng em hỏi chấm thật sự. Mặc kệ bị nhóc nhìn với ánh mắt khó hiểu, ổng vạch quần để lộ chiếc đuôi dài thòng lòng sau đuít. Từ xa xưa vốn tồn tại thứ gọi là quái vật, lúc đầu nó sống độc lập nhưng lâu dần càng ngày càng phát triển hơn, gần gũi với loài người và thậm chí còn sinh con với họ. Bản thân Kabane do con người và quỷ thi sinh ra nên hiện tại cơ thể cậu là một bán yêu, viên đá trên cổ ẩn chứa sức mạnh to lớn dễ dàng chấn áp cơ thể thật của cậu. Vừa nãy Iataro giật đứt sợi dây khiến cơ thể cậu bị kích động mất kiểm soát, vô tình biến thành quái vật, hơn hết đám thú bị chết do đám khác lộng hành chứ éo phải cậu đừng tự trách nữa. Nếu hung thủ còn ẩn nấp xung quanh thì chết cha nguy to. Iataro vừa chạy đi một mình, quá mức nguy hiểm, cậu cầm theo cây rìu nhanh chóng đuổi theo tới chuồng gia súc kế bên. Trên đường bỏ chạy thục mạng về phòng, thằng nhóc báo đời báo đốm Iataro chợt nghĩ về năm ngoái nó từng lỡ tay đẩy ngã chết Kabane, nhưng tới chiều cậu cứ thế bình an trở về ăn cơm. Nó sốc nặng tưởng mình nằm mơ, xong hôm nay chứng kiến thì chuẩn con mợ nó rùi hu hu sợ vãi. Suốt bao năm nó sống cùng một đứa quái thai trong nhà. Gần đến nhà thằng bé số đen hơn cờ hó, đụng độ ngay đám quỷ thi đang múc bang bữa tối ngon nghẻ, ăn động vật giết cũng ngán chúng nó đổi gió quay sang tấn công thằng nhóc ngu ngốc. Mặc dù hai người kia phi tới bằng tốc độ bàn thờ cơ mà đếch kịp, nhưng may đám quái vật chỉ kịp cắn vào tay cậu. Rút súng ngắm bắn con gần nhất, Inugami tiết lộ những vết thương ngoài da đều vô dụng trước gâu gâu quỷ thi, chỉ khi chém chúng thân một nơi đầu một nẻo mới có thể diệt trừ tận gốc. Tiếp nhận kiến thức điểm yếu hạ đối phương, cậu dùng thân thể chú bé loát choát chém bay đầu con thứ nhất, nhưng còn một con hung hãn nhất ở đằng xa, nó lao tới định xơi tái Inugami, do anh đang ôm Iataro nên di chuyển hơi khó khăn. Tài thiện xạ anh nhanh đấy nhưng tốc độ tái sinh của nó 10 cây súng cũng phải gọi bằng cụ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhóc men dũng cảm dùng nắm đấm xuyên họng con béc dê giật bay chiếc não tàn của nó. Nguy hiểm qua đi, đột nhiên Inugami chĩa súng về phía cậu trong khi hai người vừa kết hợp chiến đấu vô cùng ăn ý. Thực ra bà chủ thuê anh ta tới đây điều tra là phụ, còn khử mên là chính. Mẹ cậu từng kể hết mọi chuyện cho chị gái, tức bà chủ trọ hiện tại. Bề ngoài bà ta nuôi dưỡng cậu xong đằng sau luôn coi cậu như mầm họa đáng phải diệt trừ. Nhận tiền thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa thằng Iato đã thấy cơ thể bán yêu thế nào nó cũng vu oan giá họa cậu múc bang lũ quái khiến cậu bị đuổi khỏi làng không trốn dung thân. Inugami hỏi thêm lần nữa cậu còn muốn gặp lại cha mẹ không? Lang thang đầu đường xó chợ sống như thằng nhóc cà lơ phất phơ, thả cậu chết đi còn dễ chịu hơn. Kabane lắc đầu thể hiện quan điểm, sau đó nở nụ cười mãn nguyện cầu xin chú hãy giúp mình siêu thoát. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc tiếng súng ghê rợn vang vọng, thằng nhóc gầy gò chính thức đắp chiếu bởi lỗ đạn trên trán. Bế hai thằng nhóc về nhà trọ, nhìn vết đạn ghim sâu trên đầu thằng cháu trai bà ta thở phào nhẹ nhõm. Nhân tiện xin phép flex thêm, ngoài nghề thám tử ông anh nhà ta còn có cái mỏ chuyên giữ bí mật thầm kín cùng kỹ thuật thủ tiêu xác điêu luyện, bà chủ tin tưởng nhờ anh chôn hộ thằng bé bán quỷ. Lát sau Kabane từ từ tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở trên xe ô tô do ông chú dân chơi tổ lái, đưa bánh mì cho thằng bé ăn lót dạ. Ông giải thích bán quỷ đâu dễ chết thế, vết thương cũng bình phục rất nhanh, cậu sờ tay lên trán thì đúng thật chả có vết thương nào ở đó hết. Ông làm vậy để cậu thoát khỏi nơi khỉ ho có gái đó. Ông tiết lộ thêm thành phố xa hoa lộng lẫy bên ngoài chính là Tokyo, nơi thằng Iataro chỉ biết ước cả đời cũng méo thể đặt chân tới. Mở cửa văn phòng, Inugami hớn hở chào mừng em tới với nhà của bọn anh. Đầu tiên anh đưa cậu bộ đồ mới, thứ hai cần dùng nước hoa khử mùi quái vật. Bây giờ anh ra ngoài xử lý vài chuyện, dặn cậu cứ tự nhiên như ruồi khỏi ngại. Thay xong bộ đồ hôi hám, cậu đánh giá quần áo mới hơi rộng cơ mà khá chất chơi người rơi. Đúng lúc đó từ ngoài hai đứa trẻ con bước vào, gã Inugami order pizza cho chúng thì thấy nhóc men đứng giữa nhà. Ánh mắt ta chạm nhau, ba đứa câm nín hồi lâu chưa thốt lên lời. Đợi ông trùm văn phòng về tới nơi, mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Thứ nhất giới thiệu sơ qua văn phòng thám tử quái vật bao gồm những đứa kiểu giống người nhưng không phải người. Bọn họ chuyên đi tiêu diệt đám quái vật ngu lâu rốt dai khó thuần hóa, thường quậy banh nóc thành phố khắp nơi. Bây giờ văn phòng có 3 người, Inugami muốn chiêu mộ thêm thằng bé Kuli Kabane xong vẫn phải hỏi ý kiến cậu thế nào và anh chấp nhận để cậu suy nghĩ thêm. Riêng hai đứa trẻ kia, tóc trắng tên Akira còn tóc hồng tên Shiki, vừa nghe giới thiệu Kabane thuộc bán yêu giống mình, Shiki khó chịu ra mặt khi tự nhiên mình méo còn là bán yêu duy nhất ở nơi này. Chưa kể bộ quần áo xương khô kia nữa, cậu ta trách Inugami sao dám đưa người ngoài mặc khi mình chưa cho phép. Con trai gì đánh đá hơn đàn bà, Kabane dỗi tính cởi giả thì cậu ta bảo mình chả bao giờ mặc đồ người khác từng dùng, ủa nhiễu sự dữ vậy chà. Shiki hỏi Kabane sinh năm bao nhiêu thì mới biết mình lớn hơn cậu 1 tuổi, tính hơn thua ăn sâu vào máu, thằng bé lập tức giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, ép cậu gọi mình bằng kính ngữ mới chịu. Thấy Inugami định ngăn phòng ngủ làm ba khứa ta xấu tính ứ chịu bắt cậu mê ngủ ngoài sofa để đỡ chật chỗ. Ngược lại với thằng bé hống hách kia, Akira rất thân thiện nhiệt tình tay bắt mặt mừng chào đón thành viên mới tới mức nhóc mê khó kiềm chế nổi phát thốt lên. U là trời, người gì mà vừa xinh đẹp lại còn tốt tính, quả xứng danh cô gái tài sắc vẹn toàn. Lời nói vừa dứt Akira xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Ê hơi quá đáng đấy nha, để mị nói cho mà nghe, người ta có cái vòi con voi hơi bị chuốt đấy nhé. Nói xong nhỏ bật khóc dữ dội chạy về phòng chụp ảnh ướt át đăng lên phở bò kèm hashtag bé yêu tổn thương nhiều chút. Với chiếc giao diện đàn bà hệ điều hành phụ nữ rồi là giống đàn ông giữ chưa hả mấy ní, tự nhiên cái mên nhà ta nghi ngờ nhân sinh quá trời. Lát sau Shiki ngồi oánh chén pizza trước mặt nhóc mên, ê bảo nhé tui méo ưa ông đâu nhưng chưa ác ôn nông thôn đến mức ăn hết bánh một mình. Này ăn đi, nói rồi nhóc ta đưa cả miếng bánh tới chỗ cậu, nhìn món bánh lạ lẫm cậu bảo rằng mình chưa ăn thứ này bao giờ. Vừa cờ lờ người dừng xuống phố, nhóc Shiki ôm bụng cười giặt dẹo chờ ê chê khứa ngố tàu xong vẫn nhiệt tình mời Kabane ăn nhanh cho bằng bạn bằng bè. Buổi tối nằm trên giường Shiki cứ lưu luyến nhóc mên mãi chưa thể chợp mắt, thấy thằng bên cạnh cứ răn rở hơn thằng gián trạch Akira góp ý thích thì nhích kẻo thằng khác húp mất lại tiếc ngần tiếc ngơ. Điên à, Shiki nổi đoá đính chính cậu ta chỉ đang thắc mắc tại sao Inugami lại dẫn thằng nhóc nhà quê tới văn phòng thám tử. Tò mò là tìm hiểu liền, lát sau Kabane vấp vào sợi dây cước trên hành lang ngã sấp mặt. Shiki xuất hiện hỏi cậu tới làm gì, ông cháu mình ngây thơ vô số tội trả lời tỉnh bơ chế tới bằng ô tô. Shiki tức anh ách đổi câu hỏi ý nó là tại sao cậu lại tới đây, lẽ nào bị bố mẹ bỏ rơi tứ cố vô thân không nơi nương tựa ư? Nhắc tới giới hạn Kabane hơi tức giận giật chân khỏi sợi dây cước bảo mình cần đi tắm. Shiki há hốc mồm hoang mang hỏi nhóc méo thấy đau à, khi nhìn xuống vết thương tự lành nó biết thằng bé này thuộc dạng da gì và này nọ đấy. Sáng hôm sau nhận tin tức xong Inugami dẫn theo 3 trợ lý tới hiện trường, theo lời đám cảnh sát trong căn phòng kia có một mẹ một con và một người cảnh sát gặp nạn lúc giải cứu. Hai đứa trẻ ngồi khóc lóc ở xó kia là hai anh em cùng cha khác ông nội may mắn thoát nạn. Ngó vô bên trong Akira yếu đuối hoảng hồn nhìn đám quái vật đang bâu kín người các nạn nhân. Inugami giải thích loài vật này có tên tam trùng thi chuyên ăn xác sống, hình như nó đã bị thứ gì đó dẫn dụ khỏi tổ một mạch tới đây. Inugami tính biến người thành sắt lao vào trong giải cứu nạn nhân, đám cảnh sát vội lên tiếng ngăn cản bởi nếu để đám quái thoát khỏi căn phòng người dân xung quanh sẽ gặp nguy hiểm. Nghe họ đề nghị thiêu đốt căn phòng, thằng bé anh trai vội lên tiếng ngăn cản bởi nạn nhân bên trong còn sống, nó cầu xin mọi người hãy cứu mẹ mình. Shiki đề nghị để mình thử, đầu tiên cậu bắn tơ nhện qua khe cửa thành công bắt đám tam trùng khỏi cơ thể nạn nhân. Cứ tưởng kế này ngon chim ai dè cậu méo ngờ nó bọn ăn tạp rơi luôn cả dây tơ mới ảo. Thua keo này ta bày keo khác, tới phiên lính mới xung phong vô xem, nhớ tới nhóc mên sở hữu thân thể bất tử Inugami như thấy hy vọng, thanh niên mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa ngang với bổ củi. Canet vừa xuất hiện đám bọ lập tức bu lấy cậu kín mít từ đầu xuống chân, tam thi trùng khống chế con mồi bằng cách tiêm chất tê liệt vô máu người ta. Tuy nhiên bán yêu mang khả năng chống lại sự tê liệt, đặc biệt cơ thể cậu thường phục hồi với tốc độ bàn thờ, khỏi lo sẽ bị múc bang từng bộ phận. Hơn hết việc hứa mên chẳng chút sợ hãi đối diện với lũ tam trùng thi bằng vẻ mặt thờ ơ, bởi lớn lên dưới tay bà dì độc ác cảm xúc của cậu đã chai lì từ lâu. Đợi đám bọ rủ nhau xô xí cậu thò tay xuống nhặt vật ở giữa nhà đưa lên cao, đó là đôi giày đỏ mới tinh chưa bóc tem và đám quái cũng từ từ tan thành cho bụi. Kết thúc nguy hiểm hai đứa trẻ hớt hải chạy vào gọi mẹ cùng em trai, chứng kiến cảnh gia đình thân thiết cảm xúc khác lạ chợt len lỏi trong trái tim cậu. Inugami dẫn đám trẻ ra xe bỗng nhóc anh cả chạy tới rối rít tít mù cảm ơn, nhân tiện Inugami nói rõ lý do tam trùng thi xuất hiện bởi chúng thích nhất ăn cảm giác tội lỗi. Anh trai thừa nhận do nhà nghèo túng đói mẹ tiết kiệm đi đôi giày tàn tạ suốt 10 năm. Hôm nay em trai mang giày về tặng mẹ, cậu biết ngay nó ăn cắp, nhóc đó còn quá bé không biết mình đã làm sai, nó chỉ muốn dỗ vui mẹ. Khi bị mẹ mắng nét sợ hãi nhanh chóng xuất hiện trên mặt, giây tiếp theo lũ bọ xuất hiện bu kín cơ thể em út. Mẹ mặc dù rất sợ bọ vẫn nhanh chóng lao vào che chở, đó chính là tình cảm gia đình thiêng liêng đáng quý. Inugami căn dặn cậu nhóc anh cả đừng làm chuyện hổ thẹn nữa, đám tam trùng sẽ tự tha cho nhà cậu. Giải quyết xong mọi chuyện Kabane lên tiếng hỏi khứa thám tử nếu làm việc ở chỗ anh cậu sẽ được gặp lại bố mẹ mình chứ. Quả nhiên cái lắc đầu tối hôm đó đích thị cậu đang xạo ke, trẻ con nói dối là láo đấy, tin anh đi khi được hội tụ cùng bố mẹ phí tìm kiếm anh trừ thẳng vô lương của chú em. Trải qua ngày thăm ngàn cùng nhau Shiki chấp nhận ngồi kể lể với cậu nghe việc mẹ mình là nhện tinh, do đó nước bọt hay mồ hôi trên người cậu đều dễ dàng biến ra tơ nhện. Qua cuộc nói chuyện Kabane xác nhận Shiki đang rất căm ghét bố mẹ vì nghĩ họ bỏ rơi mình, Kabane thừa nhận mình cũng thế, nhờ Inugami dẫn đường soi lối bây giờ cậu lạc quan hơn nhiều. Cậu khuyên Shiki hãy giống mình nghĩ thoáng ra một chút bởi biết đâu ở ngoài thế giới rộng lớn bố mẹ đang cật lực tìm kiếm chúng mình đó. Nhận được liều thuốc chữa lành cực heo thì Shiki chấp nhận để cậu chung phòng từ tối nay. Tại phòng bên cạnh Inugami vừa nhâm nhi tách cà phê đêm muộn vừa báo cáo với cảnh sát trưởng Inari mình đã hoàn thành xong vụ án cô nhờ cậy. Tiện mồm buôn dở câu chuyện ông anh thông báo văn phòng mình mới tuyển thêm thằng bé thiên tài sở hữu viên mệnh thạch. Giống suy nghĩ của Inari, nhóc đó khá nguy hiểm nhưng cũng có thể trở thành viên ngọc sáng hy vọng bọn họ đang tìm kiếm. Sáng sớm Inugami nhờ Shiki đưa Kanet tới sở cảnh sát chào hỏi cảnh sát trưởng Inari. Shiki bức xúc éo muốn đi vì cậu ghét cay ghét đắng con mụ già đó. Cơ mà lệnh cấp trên khó cãi, thằng bé chịu thì chịu không chịu cũng phải gật đầu. Nếu để Akira dẫn Kabane tới đó đảm bảo nát nữa cậu chắc chắn lên loa tìm kiếm chúng nó 100%. Sơ qua về cô nàng Inari, ta thuộc loài hồ ly tinh chuyên mê hoặc người khác, vì chị có tài thao túng tâm lý nhân loại nên hiện tại sở cảnh sát đều đổ đừ đừ dưới chân mụ ta. Văn phòng quái vật chịu liên kết với Inari đơn giản do mụ ta đủ trình bảo kê tất cả mọi người. Mình giúp giải quyết vụ án, à giúp mình tiêu diệt quái vật, màn hợp tác ăn ý đôi bên cùng có lợi, gọi cậu vào chỗ tối. Inugami đưa cậu một lá bùa để phòng thân. Lát sau Shiki dẫn hai đứa kia tới sở cảnh sát, mà trên đường thằng nhóc đàn bà Akira cứ chạy nhảy loang quang, cậu cáu vừa lời trả nhẽ lại nhét mẹ vào thùng xốp cho bỏ ghét. Tới nơi tên đầu hói ở quầy tiếp tân nhất quyết đéo tiếp bọn trẻ danh, cả ngày gặp toàn chuyện rời ơi đất hỡi. Shiki cay lắm rồi đấy. May sao đúng lúc đó xuất hiện con bé tên con tới dẫn Kabane lên phòng gặp Inari, không thằng hói kia xác định tới số, con chỉ bảo Kabane theo mình, còn hai đứa kia đứng đợi dưới sảnh. Vừa tới cửa con bé hỗn láo đưa chân đạp cậu ngã sõng xoài, trên ghế cô ả Inari hào hứng nhiệt liệt chào mừng nhân tố bí ẩn, ta thật sự rất mong được gặp cậu. Nghe nói cậu sở hữu viên kết mệnh thạch hàng Rian giá thật ả, nhỏ ý muốn xem thử, cậu vô tư không chút chần chừ đưa ả. Ngắm nghía hồi lâu ả hỏi cậu biết công dụng viên mệnh thạch dùng làm gì chứ, cậu gật đầu trả lời nó giúp ta kiềm chế ham muốn sân si, tranh đua hơn thua. Yes, chính xác. Thực ra Inari và Inugami chẳng ưa nhau chút éo nào, tuy nhiên hồ ly tộc phải sống dựa vào việc ăn cảm xúc con người xung quanh. À, ta bất đắc dĩ phải hợp tác cùng Inugami để bảo toàn nòi giống, bây giờ có viên mệnh thạch giúp kiềm chế ham muốn bọn họ đếch cần hút sinh khí duy trì nữa. Huza đã quá Pepsi ơi, ả sẽ nghiên cứu sản xuất hàng loạt những viên khác để tộc nhân ai ai cũng có một viên. Tiết lộ xong kế hoạch ả nháy mắt ra hiệu nhỏ con ở đằng sau dùng kiếm chém bay đầu nhóc mên. Theo kế hoạch thuộc hạ ả sắp xếp sẵn ùa vào đóng gói thủ cấp và phần thân vào hai vali khác biệt để ngăn cản không cho cơ thể cậu tái tạo. Ả định xách đầu cậu tới phòng mình cơ mà nặng vãi trưởng ả đành nhờ bé con hiểu chuyện tài giỏi làm giúp. Bình thường con coi ả như mẹ nội, bây giờ ả khen đôi ba câu cáo lập tức sung sướng hơn ma, làm thề chết hoàn thành sứ mệnh. À nhắc mới nhớ hai đồng đội hộ tống cậu tới đây, à cũng nhờ con tiễn vong nốt dùm. Dưới sảnh tầng một Shiki dần mất kiên nhẫn thầm chửi chết cha con à Inari chuyện nằm chuyện nốn. Đúng lúc đó Kabane xuất hiện báo cáo cần đem chiếc vali tới phòng quý cô sở tộc Inari. Nghe cách xưng hô mật ngọt Kabane gọi mụ hồ ly tinh, Shiki sởn cả gai ốc. Méo hiểu kiểu gì đi, có 30 phút mà thằng bạn cứ như bị mất não ấy, nôn ra ngay mụ cáo già mua chuộc mày bằng thứ gì. Xong Akira cứ cảm thấy Kabane hiện tại hơi là lạ sai sai. Vừa nghe thấy Shiki gọi mẹ mình bằng tên cáo già nhỏ con nổi đóa biến thành mặt con cáo non. Một phút bốc đồng khiến thân thế giả mạo bị lộ, nhỏ quyết chơi lớn giết người diệt khẩu, bắt đầu dùng đuôi tấn công hai đứa phe ta. Đạn bay tới đâu lửa bốc cháy nghi ngút tới đó. Shiki chửi con cáo mày ngu à, tính đốt cháy sở cảnh sát cùng bao người vô tội chắc. Hiện tại đám nhân viên mụ Inari đều mê hoặc không chừa đứa nào, chúng nó thà chết cũng tận tụy bán mình cho tư bản tới hơi thở cuối cùng. Con nhanh chóng tung những đòn tấn công liên tiếp, lửa dữ bập bùng. Shiki vội dùng tơ kéo các đồ vật xung quanh thiết lập lá chắn vững chãi. Chốt thời cơ ả chưa xác định ra vị trí hai đứa trốn, Shiki dùng tơ cướp lấy chiếc vali nhỏ coi trọng. Vừa mở ra trời má hú hồn khi thấy cái đầu của Kabane đang nói tiếng người. Akira tâm hồn mong manh như hoa anh đào trước gió té xỉu mịa tại chỗ. Báo hại thằng nhóc gầy gò Shiki một lúc đèo bồng cõng theo tận hai đứa trốn lên tầng trên. Đậu mé chứ méo biết kiếp trước có nợ nần tụi nó gì khu nữa. Cứ nghĩ tới hình phạt Inari ban tặng khi nhiệm vụ mang đầu tới phòng thất bại, con bắt đầu điên dại cả cuống đuổi cùng giết tận đòi quân ăn cắp trả đồ đây. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng Kabane nhờ Shiki ném mình vào nhỏ cáo con, nhưng nhớ phải thật chính xác đó. Mới đầu Shiki tưởng đâu thằng này ngáo đá hóa rổ. Chợt vụ án diệt tâm trùng chợt hiện lên, Shiki tin tưởng nhóc mên hẳn, xuất hiện con cáo quay về chỗ mình đang đứng dại thẳng tay ném đầu mên lao thẳng vào người nhỏ. Cậu chớp thời cơ dùng răng cắn chảy máu vai nhỏ, lạ thay màn lửa cháy bốc hơi nghi ngút cũng theo đó tan biến hoàn toàn. Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh do cáo thao túng, còn mọi người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhờ dòng máu bổ sung canabe dễ dàng tái tạo cơ thể cùng chiếc đầu con voi lúc lắc lộ liễu. Nể tình đồng đội cứu nhau lúc nguy nan, Shiki ném cậu mượn chiếc áo che tạm hàng họ. Mặc dù không muốn thừa nhận cậu mạnh hơn mình cơ mà toàn bộ những năng lực cậu có khiến Shiki thật sự khâm phục. Nhóc ta gợi hai bên đập tay thiết lập mối quan hệ bạn bè, ai dè đến đập tay cũng sai, toàn tập Shiki xin phép bất lực.com. Inugami chờ sẵn bên ngoài hộ tống ba bé sinh ngoan yêu trở về. Thực ra ổng đoán trước hết tình hình rồi, nếu ba đứa gặp nguy hiểm tới tính mạng ổng sẽ can thiệp sau. Bên kia ả Inari đang sung sướng trước khối kết thạch thì úm ba là xì bùm ba la úm, viên đá hóa thành con khỉ khô. Khi này Inugami gọi điện tới hỏi ả bất ngờ chưa bà già. Bạn bè mà lại tính kế nhau là dở rồi, lần này ổng nhắm mắt làm ngơ, lần sau còn dám lộng hành đừng trách ổng không thương hoa tiếc ngọc nhé. Cúp máy Inari tức điên khiển cả chiếc xe ô tô đâm vào cột điện tiễn vong ông tài xế đáng thương xuống gặp tổ tiên nhằm xả cơn tức. Để bù đắp Inugami đề nghị tối nay sẽ khao cả bọn ăn bữa linh đình thịnh soạn. Akira đòi ăn tôm Alaska và cua hoàng đế, còn nhóc Shiki thèm buffet lẩu nướng. Hai đứa cãi cọ méo đứa nào chịu nhường má nào, quay qua hỏi nhóc mên, kết quả thằng nhóc chốt menu cơm trắng với giò làm cả bọn gần như chết đứng. Tham thì thâm hai đứa Akira và Shiki đồ ăn cả hai món dẫn tới đau bụng ẻ chạy dọc đường về tới nhà. Tào Tháo vẫn đuổi. Bình thường người ta hay đặt nhiệm vụ trên phở bò top top hoặc dép Lào, cơ mà đa phần đều do tấm biển cửa hiệu phát ra ánh sáng hấp dẫn thu hút cả người lẫn quái vật tới báo án. Văn phòng nhờ vậy mới ăn nên làm ra giàu ú ụ. Đáng nói hơn tấm biển do mụ Inari chế tác, khó hiểu vừa lờ chả biết mụ thuộc phe phản diện hay chính diện nữa. Đột nhiên từ đằng sau nhỏ con bị thương nặng xuất hiện, miệng cứ lẩm bẩm đòi đầu Kabane tới mức ngất xỉu, đưa vào văn phòng nghỉ ngơi. Nhỏ xơi pizza hơn hổ đói, ăn no căng bụng nhỏ tiếp tục xù lông đòi lấy đầu con nhà người ta. Inugami phải đem Inari ra đe dọa nhỏ mới chịu. Cụ đuôi ngoan ngoãn nghe lời cảm ơn ân nhân, sau đó tự mình dọn rác dưới sự chỉ dẫn phân loại rác của Akira. Shiki nhận định nhỏ đanh đá lắm không chứa chấp được đâu, nhưng Inugami đánh giá con bé khá thật thà đó. Bằng chiếc mũi thính di chuyển từ loài gâu gâu Kabane đánh hơi thấy mùi lạ xuất hiện. Đúng thật, từ ngoài cửa nhân vật kỳ lạ bước vào. Shiki thông não nhắc nhở cậu thượng đế tới, ủy quyền nhiệm vụ đó, cha nội mau pha trà lấy ghế nhanh nhanh. Thần tài đến, di chuyển qua kho hầm chứa mọi người mời khách hàng uống rượu thay nước vối vì trà hết chưa kịp mua. Kabane lính mới còn hơi bỡ ngỡ thắc mắc tại sao văn phòng thám tử một nửa lại decor theo phong cách quán bar sang trọng. Trước anh Inugami khởi nghiệp cùng một chàng trai đam mê mở quán bar, hai bọn họ kết hợp với nhau nhưng sau đó xảy ra biến căng nên bây giờ họ đường ai nấy phá sản. Nói chung mấy cái chuyện chung đụng hơi nhạy cảm, ông cháu men tốt nhất đừng dỗi hơi tò mò dăm ba chuyện như vậy nữa. Kiến thức nhanh chóng được tiếp thu, cả bọn tạm ngưng buôn dưa lê bán dưa chuột nghe khách hàng nhờ vậy. Chuyện là ông anh bốn mắt thuộc boy si tình say nàng mãi khung tình. Cô gái anh ta Grad tên Mao chuyên hành nghề bán hoa cao cấp. Từ lần gặp mặt đầu tiên thanh niên đã trúng tiếng sét ái tình, từ đó chết mệt cô à, nhung nhớ tới độ quên ăn mất ngủ. Akira lên tiếng nhận xét tình yêu thật kỳ lạ, họ sẵn sàng vì đối phương mà hy sinh tất cả. Sau nhỏ quay sang đánh giá hẳn bố mẹ Shiki và Kabane yêu nhau dữ lắm mới vượt qua rào cản xã hội giữa con người và quái vật, kết duyên vợ chồng sinh con đẻ cái. Kabane tới xin Inugami hãy để mình điều tra hỗ trợ anh chàng trung tình đáng thương. Nghe nói hai người họ yêu nhau và cậu sinh ra từ tình yêu của cha mẹ. Cậu muốn thông qua vụ việc tình yêu ngang trái tìm hiểu yêu là gì, biết đâu sẽ tiến thêm gần một bước tới chỗ cha mẹ. Inugami đánh giá vụ việc khung nghiệm trọng lắm, gật đầu đồng ý bảo với khách hàng. Nghe này từ mai đám răng Bắc Phơ lâu này sẽ hỗ trợ anh tán đổ cô vại tương lơ vợ tương lai. Inugami đặt điều kiện nếu con chịu giúp đỡ ổng đảm bảo xong việc dâng đầu Kabane hai chân hai tay, khiến thằng bé Shiki phát hoảng, thầm mắng bộ ông phê đá hay sao chơi ngu thía. Bỗng con chuột từ trong quầy ba chạy ra, ông anh bốn mắt lập tức biến đuổi theo con chuột xấu số, bắt nó thành công. Ổng bỏ vô chiếc túi đựng chuột mình tích trữ làm của hồi môn tặng vợ. Nhìn dáng vẻ mèo người lẫn lộn, Inugami khẳng định hẳn anh ta đã trúng bùa từ đám miêu yêu, tụi nó chuyên hóa thành bọn hot boy hot girl đi đào mỏ các anh trai chị gái nhẹ dạ cả tin. Bình thường Akira luôn xanh lá những thứ kinh dị, chỉ đam mê các món đồ dễ thương. Inugami khuyên nhóc Akira hãy ở nhà duyệt công văn hộ mình. Mới đầu nhóc ta thấy buồn vì mình thật vô dụng, nhờ Inugami trấn an vài câu thái độ thay đổi chớp nhoáng, hớn ha hớn hở vui vẻ lại ngay, quả là đứa trẻ trong sáng hết chỗ khen. Sáng hôm sau mấy đứa đến phố Trần Duy Hưng rình con mồi, bốn mắt đưa cho cả bọn xem ảnh Grad tiểu mao. Hai đứa báo đời báo đốm định giả dạng thành khách mua hoa đi điều tra thì bị Shiki ôm đầu bất lực ngăn cản, hai đứa vô tri. Ai đời người ta cho trẻ con vô phố Trần Duy Hưng đuổi hoa bắt bướm bao giờ ạ? Dáng đợi tới tối khi đối tượng xuất hiện trong bộ dạng con mèo là lơi đảm đang, mọi người rủ nhau tới chặn tại con hẻm à hay tác nghiệp. Khỏi vòng vo tam quốc Kabane vào thẳng chủ đề chính, xin thưa khách hàng nhà tôi muốn nói vài điều với cô. Con tiểu yêu niệm chú hóa thành dáng vẻ quý cô body sở hữu vòng eo con kiến bật cười hô hố. Văn phòng thám tử quái vật nhỏ nghe danh khá lâu nay gặp mặt tưởng thế nào toàn đám trẻ trâu vô hại, dứt lời cô ả lại biến trở về hình dạng mèo méo mèo mèo mèo. Sau đó triệu tập thêm ba thằng được dựa chết vì cái lờ đã bị ả thao túng triệt để thoát thành mèo. Ả từng thao túng anh chàng bốn mắt nhưng xem ra chưa đủ đô, đánh mất con cá to lọt lưới. Vào lúc ả định chơi bài chuồn chuồn dưới sự bảo vệ của đám tay sai, bất ngờ con từ trên cao nhảy xuống tóm gọn cổ ả. Khi con cáo danh mãnh xuất hiện thì tiểu miêu yêu cũng chỉ là cái tên mà thôi. Con sách ả tới trước mặt bốn mắt, nghe anh ta tỏ tình, từ khi gặp em anh cảm thấy ả đây người mà bấy lâu nay mà ba mẹ khuyên anh lấy. Khi anh sắp trầm cảm rơi vào bế tắc chồng chất bế tắc, chính cô xuất hiện đem theo ánh sáng tia hy vọng cứu rỗi cuộc đời anh, giúp anh có thêm động lực đương đầu với chuỗi ngày bất hạnh. Đây chuột chít tươi ngon ngọt nước em thích nhất, bốn mắt si tình cầu xin tiểu yêu miêu hãy biến mình thành mèo để ngày ngày cung phụng chăm sóc cô. Hoàn thành xong sứ mệnh chuyển lời, cả bọn rủ nhau về báo cáo tình hình để dành cho đôi trẻ không gian riêng tư giải quyết cái kết. Về nhà con ra ám hiệu nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Inugami nghe cái hiểu ngay, mở tủ lạnh ra biến quả cam sành thành đầu ông cháu men. Shiki đang lo sốt vó sợ nhỏ nổi điên, thế mà con bé ngáo ngơ tin sái cổ vui vẻ tay xách cắp nách cái đầu giả đem về ảo ma vãi trường. Akira đứng bên cạnh thầm ngưỡng mộ Kabane lính mới nhưng giải quyết nhiệm vụ ngon ơn hơn hẳn cái đứa bánh bèo vô dụng là nhỏ. Về chuyện đồ ai định nghĩa được tình yêu có khó gì đâu, một buổi chiều cầm dao kể cổ yêu hay chết, em một cái thế là yêu. Trong thơ chế họ viết thế chứ với men nhờ mối tình ngang trái, cậu nhận ra yêu giống như mang tới tia hy vọng giúp cuộc sống của họ tươi sáng hơn. Để cảm tạ ánh sáng cuộc đời mình, họ hay tặng đối phương thứ hữu ích nhất, anh chàng bốn mắt tặng cô mèo đám chuột. Vậy cậu xin tặng Inugami người giúp cậu đưa cậu tới Tokyo nơi ngập tràn ánh sáng trắng lệ túi khăn giấy. Nhận lấy món quà Inugami hơi xúc động khi thấy thằng bé vô cảm bắt đầu xuất hiện cảm xúc con người nên có. Về phần Shiki và Akira, cậu đáng giá hai đứa cũng dần trở thành ánh sáng vừa loe lói trong lòng cậu. Dù chưa sáng trưng như Inugami cơ mà cậu vẫn sẽ tặng quà sau, bây giờ kinh tế hơi hạn hẹp các bổ thông cảm. Một tuần trôi qua, bốn mắt gọi tới cảm ơn rối rít, văn phòng thám tử đã xe duyên thành công mối tình oan trái. Quá cảm động trước tấm lòng thành từ cậu trai Tiểu Yêu Miêu chấp nhận về chung nhà sống cùng anh ta, tạo ra cái kết siêu happy ending. Đám được dựa hóa thành mèo vài ngày nữa sẽ trở lại hình người. Oãi trưởng Shiki méo hiểu ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì. Sáng hôm sau, Akira triệu tập mọi người tập trung nghe nhóc tuyên bố, kể từ nay Kabane chính thức trở thành sư phụ, còn nhỏ là trợ lý lẽo đẽo theo sau. Inugami cứ gặp chuyện gì khó nhằn chỉ cần giao phó nhỏ và sư phụ gánh tim hết. Theo lời Shiki, tối qua Akira đang tắm bất chợt con tiểu cường bố láo xuất hiện. Ngay thời khắc quan trọng, Kabane xuất hiện ngang nhiên giống hệt vị thần cứu tinh dùng tay không ném con rán chim cút qua cửa sổ cứu Akira khỏi thoát nạn. Kể từ đó con bé nhận định anh chồng quốc dân như cậu rất đáng để nó giao phó bản thân. Trùng hợp hiện tại Inugami đang định đi điều tra vụ việc cùng Kabane, bây giờ có trợ thủ đắc lực ổng cũng yên tâm giao việc cho hai đứa. Tại con sông giữa lòng thành phố đang thi công nhưng hiện tại phải tạm dừng vì đám công nhân ở đó lần lượt qua đời. Con sông đó toàn chứa nước thải từ nhà máy, vừa hôi vừa thối, tới Shiki còn chịu chết huống chi tới đứa bánh bèo sợ bẩn nhất cái văn phòng thám tử tên Akira. Tuy nhiên đâm lao đành phải theo lao, Akira quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi cơ mà xin phép mọi người vào chuẩn bị chút ít. Kabane tới đó điều tra trước, nhớ lời Inugami từng bảo ổng cũng đoán ra hung thủ rồi, ở dưới ven sông có cư dân bản địa. Đám công nhân kia dự tính xây nhà cao tầng, đè đầu cưỡi cổ bọn họ đành phản kháng quyết liệt. Akira chạy tới sau với bộ đồ bảo hộ, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở cần bình oxy gấp, khổ nỗi bên trong tối thui, cậu đành cởi đồ ra mới nhìn được đường. Tiến sâu hơn bỗng con quái vật nhỏ rơi trúng Akira, hết hồn hét lớn. Kabane vội bịt miệng nhóc bánh bèo kẻo kinh động tới đám dân bản địa dưới sông. Akira khen cậu thật từ bi bác ái, bởi cả con thằn lằn lẫn con rán cậu đều phóng sinh chứ khung hóa kiếp dã man tàn bạo, cậu tự đặt châm ngôn nếu không cần thiết thì đừng nên để tay nhúa máu. Nghe xong Akira chỉ biết cảm thán anh chồng quốc dân khiến bao chị em rụng trứng trong tương lai là đây chứ đâu, giống hệt anh trai ngầu lòi nhà nhóc. Akira kể cho cậu nghe mình sinh ra từ ngôi làng tuyết tử nữ nhi quốc, tại vùng đất lạnh lẽo chứa toàn đàn bà con gái, tận 100 năm mới sinh thành công một người con trai. Do đó họ nhìn anh em song sinh cậu như sinh vật lạ và luôn bật nút xa lánh, sống trong môi trường toàn đống vịt rời, nhân cách ít nhiều cũng ảnh hưởng từ mấy bé nàng thơ. Nhiều năm sau không thể chịu nổi những ánh mắt khinh miệt anh em cậu, cùng nhau bỏ trốn. Thời điểm hỗn loạn hai anh em vô tình lạc nhau. Cậu tới nhờ Inugami, ổng bảo chỉ cần chấp nhận ở văn phòng thám tử làm culi ổng sẽ giúp hai anh em đoàn tụ. Akira vốn sở hữu phép băng khiến mọi thứ đông cứng, khổ nỗi bây giờ thằng bé còn quá yếu đuối nên chưa thể kích hoạt. Từ trên cao con ếch to trà bá xuất hiện tấn công, Kabane kịp thời vung dìu đẩy lùi nhưng nó cứ tiếp tục lao vào hơn con thiếu thân. Từ đằng xa con gấu chó tên Trồn xuất hiện, dùng chiếc đuôi mạnh bạo chế tạo món ếch rang muối. Kết thúc màn gói gỏi, nó đưa cho cậu bức thư Inugami gửi tới, ổng thông báo đám ếch chính là cư dân bản địa tàn sát đám công nhân vô tội. Bọn chúng hiện đang mất hết lý trí ra sức tàn sát nhân loại, cần diệt cỏ tận gốc nếu không mọi người chắc chắn gặp nguy hiểm. Chiếc bình máu này chứa công dụng dẫn dụ chúng kéo đàn kéo đống tới, mặc dù rất sợ hãi Akira vẫn quyết tham gia kèo bắt ếch với cậu tới cùng. Máu dậy mùi, đám ếch nhanh chóng ngoi khỏi mặt nước, cậu cùng gấu chó phối hợp tác chiến, Akira sợ hãi ngồi co ro đằng sau. Do số lượng quá đông, một người một vật chiến đấu hơi quá sức, sau đó vì cứu Akira khỏi con ếch đánh lén, cậu bị nó ngoạm hẳn nửa chiếc vai. Dù biết lát nữa cơ thể cậu tự động chữa lành, tuy nhiên Akira điếu muốn bản thân yếu đuối như vậy nữa. Cậu hét lớn giải phóng sức mạnh tuyết tử, đóng băng hết mọi thứ xung quanh ngoại trừ chiếc đầu Kabane cùng con gấu chó. Lần đầu tiên thể hiện thành công sức mạnh tối cao, cậu hào hứng rủ nhóc men mau selfie tấm hình làm kỷ niệm về khoe với thằng Shiki hay khinh thường mình. Bên kia con gấu chó Inugami hóa thành tới chỗ trưởng làng bản địa, ổng chính là người nhờ Inugami xử lý hết đám đồng loại lỡ ăn thịt người, hóa điên hóa dại tàn sát cả đồng loại. Vụ án tới đây kết thúc, sợ thằng bé Kabane lính mới mắc bệnh tò mò, Inugami dặn cậu nhớ đừng mở cánh cửa cuối hành lang nếu không muốn gặp rắc rối. Hôm nay cậu lau dọn nhà tới cánh cửa đó chợt lời ông anh văng vẳng bên tai. Nghe lời người lớn là trẻ ngoan, thằng bé chỉ lau sát vách chứ chẳng có ý định tọc mạch cơ mà, mình không vào thì nó mời mình vào chơi. Lát sau Shiki rối rít tít mù chạy tới thông báo với Inugami thằng nhóc quỷ thi đã mất tích nửa ngày trời, hình như nhóc ta đang lau nhà, bình thường cu cậu gọn gàng lắm đâu, vứt đồ lung tung giữa lối đi. Inugami hỏi Shiki phát hiện nó ở đâu, nhóc ta thành thật trả lời ở cuối hành lang. Thôi bỏ bu rồi, Inugami nhanh chóng chạy tới văn phòng mở cửa cùng hai đứa trẻ, bên trong Kabane đang bị biến thành culi sai vặt bưng trà rót nước mời khứa tóc trắng gầy gò. Bị mọi người làm phiền, gã ta bỏ tay nghe quay qua tiếp chuyện, người ta chưa trách thanh niên tự tiện bắt người thì cha lại còn dám cằn nhằn Inugami thu nạp được thằng bé nô lệ. Ấy chết mẹ, nhầm nhọt sang chồng trọt, vớ thằng bé xinh ngoan yêu dễ thương dễ sai bảo như này mà giấu nhẹm đi trả chia sẻ cho người ta. Tóc trắng tự tuyên bố kể từ nay em sẽ làm ô xin cao cấp của tôi. Nghe xong cái đầu của Inugami cứ nhức nhức giật giật hơn cả cáp cắt. Anh gọi ba đứa trẻ ra ngoài mình bảo, thực ra thằng cha tóc trắng ấy tên Mihai, người bạn lâu năm chơi thân với anh thuộc chủng tộc ma cà rồng. Họ mang thể lực trí tuệ đỉnh cao không giống với con người và nhiều chủng tộc khác, đặc biệt thằng đó nó chăm chỉ tới mức rèn luyện hết các kỹ năng thành thạo đỉnh cao. Cuối cùng hết thứ cần học nó rảnh rỗi sinh nông nỗi rượu chè be bét nhậu nhẹt tuệt bô, để lâu sợ phí hoài một nhân tài, anh mời gã tới văn phòng thám tử thăm ngàn trả lương. Do gã thạo mảng FPT công nghệ thông tin nên Inugami cố gắng bao nuôi nhờ gã quản lý đường mạng, giải quyết các sự cố trên trang web văn phòng vân vân và mây mây. Có trách phải trách Inugami quá ngu mảng máy vi tính nên gã mới mặc sức làm cản. Anh dặn dò tụi nhỏ lần nữa chớ bén mảng tới căn phòng lần hai nếu muốn sống yên ổn. Ai ngờ thằng nhóc Kabane nước đổ đầu vịt ngày mai tiếp tục tới phục vụ khứa ma cả rồng không công. Hỏi lý do cô cậu ngây thơ bảo rằng đã được giao nhiệm vụ thì cần hoàn thành thật tốt. Nể tình Shiki hết mình bảo vệ đàn em Mihai thách đấu vật tay nếu thắng gã tự khắc buông tha Kabane. Mới vào trận đấu Shiki số nhọ bị gã quật ngã dấp dúi méo thể ngẩng đầu. Kabane vào thử cũng gặp ngay tình trạng tương tự loại từ vòng gửi xe. Trên đường đi mua đồ ăn tối cậu tự thấy bản thân thật kém cỏi, nếu cứ yếu mềm vô dụng như hiện tại cậu chẳng thể bảo vệ được mọi người ở văn phòng thám tử. Ngồi xuống ghế đá suy ngẫm sự đời đen đủi cậu vô tình đụng mặt nhỏ cáo con ất ơ vắt vẻo trên cây vừa ngã dấp dúi. Sợ nhỏ tới tính sổ vụ đầu pha kẻ nhóc ta vội kéo áo che kín đầu cơ mà con chưa ngu đến độ ăn cú lừa lần hai, hơn hết bây giờ nó méo cần thiết nữa. Lúc con cầm thủ cấp giả trở về Inari đã sắm thêm con cáo mới, thậm chí còn chẳng liếc nhìn nhỏ lấy một lần đúng cái đồ có mới nới cũ. Chưa từng an ủi ai bao giờ Kabane rủ nhỏ hai đứa solo cho đỡ buồn, cứ như thế hai đứa lao vào đấu tay đôi. Lúc đầu con giành lợi thế leo lên người khiến cậu ăn đấm cả quả liên tiếp xong 30 chưa phải là Tết Kabane chính thức giành chiến thắng sau cú lội ngược dòng vật ngã đối phương. Con vừa thua trận lại vừa bị vứt bỏ hơn rác thải quá đau khổ nhỏ bật khóc dữ dội làm ông cháu Mên đành nắm tay dỗ dành. Bên kia nhìn thấy Mihai ra khỏi căn phòng bãi phế thải Inugami trợn tròn mắt há hốc mồm chôn chôn đúng không cha nội. Mihai ra ngoài để bắt đền Inugami vì khi nãy vật tay Kabane đã làm gãy tay gã. Khác thể chất quỷ thi bàn tay này ít nhất mất một tuần mới có thể lành. Té ra thằng cha lấy cớ trốn việc lười thì nói luôn là lười còn cứ lắm sẹo. Hiếm khi rời khỏi căn cứ Mihai tay máy xem xét lỡ tay nhận luôn nhiệm vụ khó nhằn giao cho lũ trẻ. Gã lấy cớ rủ Inugami đang lo sốt vó vào phòng họp bàn tác chiến xong nhốt ổng luôn ở đó cay vãi. Con dựa đầu vào vai Kaba ngủ đến tối muộn, nếu sở cảnh sát từ chối, Kabane rủ nhỏ tới văn phòng thám tử chung sống Inugami nhất định sẽ cưu mang cho nhỏ mái ấm gia đình Việt. Tuy nhiên cáo trồn khác đường không thể chung sống, nhỏ nghĩ tới trường hợp khác ý rủ Kabane bỏ nhà đi bụi cùng mình, ngoài chơi nhiều chim chóc cây lá hẹ lắm chẳng sợ chết đói. Kabane dễ dụ lập tức đồng ý nhưng bây giờ cậu cần mua đồ ăn tối về nhà đã, nói nhanh thôi cậu mong con hãy đợi mình, đứa dám hứa đứa dám tin đôi trẻ chia tay nhau trong sự mong chờ khó tả. Về nhà cậu thấy Mihai đang giao nhiệm vụ mới, Shiki hào hứng hơn mọi khi bởi cậu rất nóng lòng muốn sử dụng skin mới. Uống ngụm rượu lớn mượn sức nóng thiêu đốt cậu dễ dàng tàng hình tại chỗ, dùng chiêu thức này việc xâm nhập vào hang ổ địch nhất định suôn sẻ mượt ngang san siêu. Mục tiêu lần này là một công ty thương mại, đã từng có 16 người tự sát cùng một năm ở nhà máy. Mọi người khi đó đình công biểu tình dữ lắm công ty suýt bị phá sản, tuy nhiên năm sau tình trạng người chết kết thúc công ty vực dậy càng phát triển mạnh mẽ. Mihai nhờ ba đứa tìm hiểu lý do là gì, nhờ thể chất nhện con Shiki tàn hình dùng tơ đột nhập vào trong, Mihai ở nhà cử thêm con xe điều khiển theo chân hỗ trợ. Shiki quan sát phát hiện đám công nhân tăng ca quá 20 tiếng một ngày mang bộ dạng sắp đắp chiếu tới nơi. Một nhân viên hết chịu nổi đám quản lý mang gã tới căn phòng tiến hành hút lão trong dáng vẻ thích thú đam mê. Hồi lâu người đàn ông xấu số biến thành cái xác không hồn trở lại phòng làm việc hoạt động bằng bản năng. Hóa ra bọn quỷ bà muỗi dùng cách này để sai khiến họ làm việc nên từ đó mới méo xuất hiện thêm vụ chết người nào. Mihai tới hỏi Inugami vụ muỗi bà, chúng chuyên hút máu và nội tạng con người, đây chúng chỉ hút não giữ nguyên cơ quan nội tạng thân thể nạn nhân không bị thối rữa nhằm sai khiến họ tham ngàn. Xác định kẻ định có 3 người Kabane đề nghị xử đẹp luôn cơ mà Akira ngất miệng nó từ đời nào rồi còn hai đứa gây chiến bây giờ khác gì tự chui đầu vào giọ. Shiki đề nghị quay về hỏi ý kiến Inugami, đen thay Mihai thích chơi cảm giác mạnh do ảnh hưởng từ các con game. Sự cẩn trọng bình tĩnh của Shiki quá nhàm chán thế là ông anh quyết định rắc hộ tí muối tăng thêm độ mặn mà. Gã điều khiển con xe phát ra tiếng động thu hút lũ muỗi khiến chúng ra ngoài xem xét, tổ trưởng phát hiện chiếc xe giữa nhà liền nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Shiki sợ toát mồ hôi hột ngồi im một chỗ đợi chúng qua chỗ khác xem xét mới dự tính tới cửa sổ tẩu thoát. Cơ mà cậu chưa kịp động đậy muỗi khi nãy đã quay trở lại bằng bộ dạng quỷ muỗi khát máu. Đã phát hiện ra Shiki. Khi chuẩn bị tác nghiệp chiếc xe của Mihai kích tia lửa điện giật thành con muỗi khô chết tại chỗ, Shiki bị dọa đến mức sang chấn tâm lý ngồi bất động càng làm Mihai càng thấy hưng phấn. Cười trên nỗi hoảng sợ của người khác gã thích nhất điều ấy, ngồi thở dốc Shiki nhớ về ký ức ngày xưa thường dạo chơi cùng mẹ. Cậu thường hay sợ những thứ kinh dị bởi lần cậu lạc mất mẹ. Tuy nhiên dù vắt óc suy nghĩ nhiều năm trời cậu vẫn díu nhớ được ngày đó đã xảy ra biến căng gì bởi nó quá đáng sợ. Tại cửa ra vào Kabane và Arika nghe tin đàn anh bị lộ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, bỗng con quản lý áo vàng xuất hiện chặn đầu hai đứa. Ở chỗ Shiki nỗi sợ ngày càng tăng cao, đúng lúc Kabane gọi tới báo cáo con muỗi áo vàng vừa bị mình túm tóc tạt tai tát tới tấp bây giờ đang lôi tới hội ngộ cùng cậu. Kabane tin tưởng Shiki sẽ xử lý đối tượng dễ ạch bởi anh mạnh vừa cờ lờ. Mihai lên tiếng lêu lêu đồ đàn anh nhát cái. Quê chưa kìa để em nó nhìn thấy bộ dạng toát mồ hôi đít hiện tại chắc nhảy xuống hố cũng đếch hết nhục. Nỗi tức giận dâng cao Shiki dùng tay đập nát chiếc xe lắm mồm, cậu dùng kỹ năng nhện thoát khỏi tầm ngắm tới nơi an toàn. Con muỗi sử dụng chiêu thức cường hóa để nhìn rõ vạn vật bằng chế độ hướng dẫn siêu nét, lạ thay nơi đâu cũng ngửi thấy mùi của Shiki. Đơn giản thôi, cậu đã dùng mùi mồ hôi chảy khắp nơi, bây giờ thì mày tới công chuyện với tao. Shiki từ từ hiện thân, lao từ trần nhà xuống dẫm thẳng vô mặt con ả. Trận chiến kết thúc, thằng bé hãi mất mật gục gã, xong Kabane lôi cổ ả tóc vàng tới sớm quá, lại phải nhanh chóng vào vai đàn anh đầu đội trời chân đạp đất lấy le cho đàn em noi gương. Trói hai con ả bằng tơ nhện, ba đứa ngồi họp hành cách thức chiến đấu, ba đấu một không chột cũng chết cả bọn, hăng máu quyết tóm gọn lũ muỗi. Từ xa ả cầm đầu xuất hiện chơi trò lạt mềm buộc chặt, đàm phán kết thúc drama trong hòa bình. Chỉ cần bọn cậu giữ kín bí mật, ả hứa tha mạng đưa tất cả về nhà an toàn. Kabane lớn tiếng từ chối thẳng thừng vì đây là nhiệm vụ, như nhau ấy mà đám muỗi dựng lên nhà máy nhằm trục lợi thì bọn cậu cũng cần thi hành nhiệm vụ kiếm tiền nuôi cái miệng của mình. Túm cái váy lại chiến liền cho nóng khỏi nhiều lời mất thời gian. Hết chiêu trò thao túng tâm lý con muỗi, boss dùng vòi tiễn vong hai đứa thuộc hạ vô dụng trước, việc hút não đồng loại khiến ả tăng thêm sức mạnh vượt bậc. Giao diện con muỗi xấu xí xuất hiện, kèo này không đấu để nó sơi não chắc. Shiki bắn tơ nhện đánh lạc hướng Kabane lao tới áp chế, nhưng ả rất mạnh, hai tay khống chế cậu xong còn dùng chiếc vòi bẩn thỉu đâm xuyên lồng ngực cháu mên. Dù cu cậu bình an vô sự cơ mà Shiki vô cùng tức giận khi thằng em chịu ủy khuất, cậu lao tới giải cứu liền bị ả ta đánh vật ngã ra đất. Akira đâu thể dương mắt nhìn bạn bè gặp nguy hiểm, nhấp ta vượt qua nỗi sợ hãi sắp giẫm đài, kích hoạt phép băng. Không có lửa làm sao có khói, vắng nước phép băng nhà cậu tự động thành phế vật khỏi bàn cãi. Hai đứa đồng đội ngất ngây con gà tây, cậu nhớ tới cảnh tượng ả ta thẳng tay giết hại đồng đội. Nếu cứ yếu đuối cả cậu lẫn mọi người sẽ phải bỏ nghề thám tử đi bán muối mất, cậu gồng sức ép bản thân mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của ả khiến xương tay gãy vụn. Mihai lên tiếng nhắc nhở nhỏ đang dùng đúng công thức nhưng sai quy trình giải mã, đừng cố quá để thành quá cố. Lý do cậu thua trò đấu vật lẫn thất bại trong tay một con muỗi bởi cậu đang sử dụng phần sức mạnh con người thôi. Phần quái vật ấy hãy dùng trái tim để điều khiển nó, hãy nghĩ tới mục đích cậu mong muốn và hôm nay chính là ngày giỗ của ả vào năm sau. Hình ảnh văn phòng thám tử hiện lên, cậu mong mình thật mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mọi người. Tiếng hét quen thuộc, mắt cậu biến sang màu đỏ quỷ dị kèm theo sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn, cậu một nhát bẻ gãy hai tay con muỗi biến nó thành thứ tàn tật từ nay. Cậu tính bẻ nốt tứ chi còn lại, bất ngờ Inugami xuất hiện kêu cả đám mau tản rái tới đó, xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần còn lại Inari sẽ lo nốt. Cùng lúc, cậu bé tóc vàng con cáo mới của Inari xuất hiện tự giới thiệu mình tên Nobimaru, nhấp ta cúi xuống điểm huyệt trên người ả muỗi sau đó châm lửa thiêu ả thành tro. Để xóa hết dấu vết cậu cũng xử nốt đám xác tại đây, về phần những người còn sống sở cảnh sát có nhiệm vụ khôi phục ý chí cho họ. Nobimaru kêu cậu mau đưa Shiki trở về, hình như nhóc ta đang mất nước bởi dùng quá nhiều sức. Khứa Cao kêu cậu lại gần thì thầm vào tai nhắc cậu cẩn thận nhé, Inari chưa từ bỏ vụ miếng thạch kết đâu, ả ta kêu cậu theo dõi Kabane cả tuần trời rồi. Hiện tại ả đang ám binh bất động bởi sợ Inugami nổi giận, tuy nhiên đừng quên tụi nó là cáo đó giỏi nhất vụ thao túng tâm lý người ta, đến lúc cậu tự mình giao nộp thì Inugami hết cứu. Lý do nhắc nhở phe địch bởi cậu bằng mặt nhưng không bằng lòng rất ghét Inari nên nhớ giữ bí mật nhé. Trở về nhà cả bọn khiển trách Mihai dám phá bãnh khiến tụi nó rơi vào nguy hiểm. Chẳng hề biết lỗi, Mihai già mồm nhận mình vừa lập công giúp cả đám mạnh lên đấy. Nếu cứ để Inugami bao bọc tụi nhỏ chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Bằng tài thao túng đỉnh cao từ kẻ tội đồ, Mihai cứ thế nhận ngay slot lập công, đúng kiểu trắng trợn đổi trắng thay đen. Dù Mihai đã hỗ trợ lũ trẻ nhưng nếu dám lộng hành lần hai đừng trách Inugami đuổi cổ thằng cha về nơi sản xuất. Tối đến Kabane ám ảnh trận chiến mãi, chằn chọc mãi chưa thể chợp mắt, cậu chạy đến nghe nhịp tim hai khứa bạn xác định tụi nó còn sống mới yên tâm nhập mộng. Sáng hôm sau tin tức vụ án được đài truyền hình Việt Nam bế lên thời sự, Kabane cứ thấy mình quên thứ gì đó. Tới khi nhớ ra cậu ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ con xin lỗi vì bận nhiều việc quá mới quên mất nhỏ. Bé con nghe vậy mặt buồn rõ rệt, từ trên cây hai con cá rớt xuống. Nhỏ bắt định sơi cùng cậu, tiếc thay giờ nó ươn ruồi bâu kiến đậu khum ăn nổi nữa khiến cậu càng thấy tội nghiệt đầy mình khi lỡ để nhỏ leo cây mấy ngày trời. Từ trên cao Nobimaru quan sát hai đứa lắc đầu ngán ngẩm, thằng nhóc nước đổ đầu vịt, đã bảo tránh xa hồ yêu ra mà cứ cố chấp. Bên kia sau trận chiến Shiki chính thức vượt qua nỗi sợ hãi những thứ kinh dị, chủ động hỏi Inugami về chuyện bố mẹ mình. Trước đó Inugami từng nhắc nhưng cậu từ chối, còn bây giờ cậu đã đủ dũng khí lắng nghe. Sáng hôm sau cả bọn hào hứng theo Inugami trở về quê Shiki tìm lại cha mẹ cậu. Shiki từng ở đó với chú trước khi theo Inugami tới Tokyo sinh sống. Lần đầu tới vùng quê hẻo lánh, Akira hào hứng nhìn đông ngó tây xả vào hết hàng nọ tới quán trai, muốn mang tất tần tật mọi thứ về làm quà lưu niệm, mỗi tội kinh tế hơi hạn hẹp. Vào cửa hàng bán đồ cổ, Kabane phát hiện cuốn sách ghi chép về câu chuyện dân gian nhện nhả tơ vàng. Ngày xưa ơi là xưa, có cậu bé tên Segi hành nghề trồng lúa nước. Một ngày nọ cậu thăm ngàn về chợt phát hiện con nhện đang ăn vụng đồ. Thanh niên tốt tính mời nó xơi thêm ít cơm cho no bụng, đồng thời chấp nhận để nó tá túc qua đêm. Sáng hôm sau con nhện nhả tơ vàng khắp nhà để trả ơn, cậu bé tốt tính bán hết đống vàng tận hưởng cuộc sống sung túc hết quãng đời còn lại. Từ hồi nhỏ Shiki và Kabane đã nghe quá nhiều câu chuyện dân gian kiểu này nên không bất ngờ bằng con bé nhà mặt phố ngố tàu như Akira. Đột nhiên Shiki để ý tới cô bé tóc hồng đứng ngoài cửa cứ nhìn chằm chằm vào mình hồi lâu sau đó bỏ chạy. Akira cảm giác hơi lạ bởi bình thường đám trẻ con ghét Shiki lắm, đứa trẻ này bị trúng bùa chăng, Ê nè, Shiki lớn tiếng ẹ hèm ra hiệu tao vẫn đứng đằng sau đó các mày. Inugami thông báo chú của Shiki đã tới sớm nên cả bọn rủ nhau qua chỗ thầm kín tâm sự. Ngang qua khu rừng thỉnh thoảng Shiki cứ nghe ai đó gọi tên mình xong ló ngó xung quanh chả có ai, lại chậc lưỡi chắc mình nghe nhầm. Ra bờ suối mát mẻ chú giới thiệu mình tên Akiko, hành nghề học giả, rất đam mê tìm hiểu những câu chuyện dân gian. Về việc cả đám mang thân phận quái vật chú biết hết nên khỏi cần giấu. Lâu lắm mới gặp đứa cháu chú, kể lể chút chuyện ngoài lề. Ngày xưa Shiki thuộc dạng bất trị nghịch ngợm kinh khủng. Nay nhìn cô cậu chín chắn điềm đạm khác xa chú, chắc chắn việc gửi cậu nhờ Inugami chăm sóc khá đúng đắn. Chứ cứ nhắc mãi về mình làm thằng bé ngại đỏ mặt, bắt chú bẻ lái sang chuyện của mẹ nhanh nhanh. Hồi đó Akiko cùng anh trai tức cha của Shiki thường hay đi điều tra các câu chuyện dân gian. Ngày đó hai anh em vào rừng bắt gặp con nhện nhả tơ vô cùng xinh đẹp và đó chính là mẹ của cậu. Chuyện nhà người ta ngồi nghe hơi vô duyên, Inugami lôi hai đứa đi ăn kem cho hai chú cháu thoải mái dốc bầu tâm sự. Lát sau Shiki trở về với bộ dạng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cha cậu đã mất khi cậu còn trong bụng mẹ và mẹ cũng mất cách đây 5 năm. Cậu sang chấn tâm lý ôm nỗi sợ những thứ kinh dị suốt nhiều năm do lỡ nhìn thấy thi thể mẹ lúc mất. Mặc dù thằng bé cố giữ sự bình tĩnh trên môi, song lũ trẻ mồ côi nhạy cảm đồng bệnh tương lân hiểu rõ cô em hẳn đang buồn muốn khóc. Tối hôm đó ba đứa tắm chung nhưng mỗi đứa ôm một suy nghĩ khác nhau, chả đứa nào bắt chuyện đứa nào. Tới khi khứa cáo Nobimaru theo dõi Kabane vô duyên xông vào như trốn không người, khuấy động phong trào rủ cả bọn ra ngoài hóng gió trời chiêu chiêu. Tiện thể tiết lộ thêm suốt ngày đeo chiếc tai nghe rườm rà bởi level yếu quá cậu chỉ che được mỗi cái đuôi thôi. Ra ngoài chiêm ngưỡng đàn đom đóm rực rỡ, tâm trạng của cả nhóm dần khá lên. Kabane cảm ơn Nobimaru, nhờ cậu Shiki mới dần nguôi ngoai nỗi buồn mất cha mẹ. Nobimaru kêu cậu đừng khách sáo, đó là việc cậu ta lên làm, nhân tiện cáo hỏi cậu thật sự buồn thay Shiki chứ. Nếu một trong hai bố mẹ phải chết, bố mẹ Shiki hy sinh tức bố mẹ cậu còn sống, cậu phải vui chứ. Nghe thằng cáo độc thoại một hồi Kabane éo hiểu cái quần đùi gì là sao hả cha nội. Tại gốc cây hình mặt người Shiki chợt nhớ về ngày bé, hình như cậu thường xuyên đánh dấu vào nó để tìm thứ mình thích. Dựa vào trí nhớ cậu chạy tới nơi ngày xưa chú và mẹ cùng nhau làm việc, cậu thường xuyên ngồi đợi mẹ tại bìa rừng nhưng do hôm đó quá chán đã cãi lời chạy tới chỗ mẹ. Tới căn nhà đứng độc lập tại cánh rừng hoang sơ, chú từng bảo cậu thấy xác của mẹ nên sang chấn tâm lý, cậu khẳng định chú đang nói dối. Cánh cửa bật mở, hình ảnh căn phòng thí nghiệm đầy dãy máy móc cùng ống kim tiêm ùa về, trên chiếc bàn mẹ nằm quằn quại đau đớn cùng nhiều loại quái vật khác nhau. Nhặt ống tiêm han rỉ trên sàn, Nobimaru cho biết dạo gần đây sở cảnh sát đang điều tra về vụ án tơ nhện vàng. Người sản xuất khẳng định chúng mang công dụng chữa bách bệnh, cứu con người khỏi tay tử thần. Qua điều tra, Inari phát hiện nó giống như bị thứ gì đó can thiệp bởi tạo ra loại tơ hoàn hảo đó sức của con người hoàn toàn là điều mơ mộng viển vông. Cuối cùng nhân vật đứng sau vụ bán tơ được đưa vào danh sách đen tên Akiko. Tiếp nối dòng ký ức, Shiki tỉnh lại chỉ thấy chú chăm sóc, chú bảo mẹ cậu mắc bệnh cần chữa trị thời gian dài. Ngày bé nhẹ dạ cả tin, Shiki cứ nghe theo lời chú, cuối cùng ký ức dần trở nên mơ hồ. Tới lúc đi cùng Inugami cậu vẫn nghĩ mình bị bố mẹ bỏ rơi. Cậu thật đáng trách vì luôn trách lầm bố mẹ, cậu muốn trả mối thù nợ máu này và kêu Kabane đừng ngăn mình. Ủa mắc chi cản kẻ thù của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Vâng, ủng hộ bạn thân giết người rồi là thân giữ, chưa bộ nhóc éo biết giết người vô tù bóc lịch liền hả? Kabane gật đầu xác nhận mình biết, dù vậy cậu sẽ ủng hộ bạn mình tới cùng nếu Shiki dám làm và sẵn sàng chịu tội chung. U là trời, tình đồng chí đồng bọn son sắt khiến Nobimaru ghen tị thật sự. Tại nhà riêng, Inugami tới rủ ông chú ra ngoài ngắm trăng. Đi đến bìa rừng, Inugami hỏi thẳng Akiko về vụ tơ vàng. Nó không được cấp phép bán ra thị trường bởi Inari và Inugami đã ngăn chặn. Akiko khiển trách tại sao Inugami dám ngăn chặn món ngon kiếm bội tiền mình ấp ủ bao năm kia chứ. Ngày đó Akiko cùng anh trai mình vào rừng thám hiểm, phát hiện ra Kumi, con nhện gấm trong truyền thuyết. Mỗi tội do nó éo thể nhả tơ vàng nên hai anh em hơi thất vọng. Ngày tới nghiên cứu quái vật lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, anh trai đem lòng yêu quái vật nhện. Trong lần vào thăm Kumi, anh trai xấu số sẩy chân ngã xuống núi. Ngay sau đó Kumi mang thai sinh ra Shiki. Một ngày cậu bị sốt cao, Shiki mang tới cầu cứu Akiko bởi quái vật đâu có thuốc đặc trị. Được đưa tới bệnh viện kịp thời, Shiki vượt qua cơn nguy kịch. Qua vụ việc, Kumi nhận ra quái vật không thể tự nuôi con một cách trọn vẹn nên nhờ Akiko giúp đỡ. Vì con cổ chấp nhận để Akiko tiêm mọi loại tinh trùng của quái vật khác vào người mình, tạo ra tơ vàng nhân tạo chữa được tất cả mọi loại bệnh tật. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì Shiki tò mò phát hiện, anh ta nghĩ cách chia cắt hai mẹ con nhằm triển khai nốt kế hoạch. Chỉ cần đổi lấy cuộc sống giàu sang sung túc, Akiko bất chấp hành hạ Kumi tới mức kiệt sức. Kết thúc câu chuyện, Inugami giơ điện thoại kết nối với Shiki từ đầu, hỏi cậu nghe rõ rồi chứ, bây giờ tới phiên cậu cứ việc khô máu với kẻ thù giết mẹ. Shiki xuất hiện dùng tơ treo cổ lão chú, nể tình công lao chăm sóc mình hồi bé, cậu sẽ tiễn vong ổng bằng cách nhẹ nhàng nhất. Sợi tơ siết cổ Akiko sắp rời ra tới nơi. Đúng lúc đó Akira chạy tới khóc thẻ mắng cả đám giỏi rồi dám bỏ rơi nhóc bơ vơ giữa khu rừng lạc lõng, khiến nhỏ sợ xón đái ướt đẫm quần mới tìm thấy mọi người. Hu hu, người gì quá đáng quá trời quá đất. Cả bọn còn chưa kịp kiểm tra xem quần thằng bé ướt thật không thì bất ngờ con quái vật xuất hiện từ đằng sau tấn công Akira. Inugami rút súng bắn vội nhưng vẫn bị dính độc từ nó. Trong bóng tối đám quái đông đúc xuất hiện bao vây toàn bộ xung quanh. Bọn nó chính là anh chị em cùng mẹ khác cha của Shiki từ thí nghiệm thất bại. Mặc dù thuộc loại hàng phiên bản lỗi nhưng chúng rất chịu nghe lời chủ nhân, đặc biệt chúng ảnh hưởng từ Kumi nên dễ dàng bắt chước tiếng của cô. Đám đông đồng loạt cất tiếng giả giọng Kumi, câu nói mẹ yêu con chợt ùa về trong tâm trí giống như nỗi ám ảnh khiến cậu gục ngã đau khổ. Akiko đắc thắng nghĩ rằng đám quái vật sẽ giúp mình thoát khỏi kiếp nạn lần này. Đám quái vật vào thế tấn công, Kabane mắt đỏ sọc cúi xuống hỏi Shiki mình có thể giúp gì được cho cậu không. Nước mắt tôi rơi lã chã, cậu cầu mong Kabane hãy giúp mình báo mối thủ máu. Nhận lệnh vào việc, mỗi con quái vật lao tới đều bị cậu dùng tay không tiễn vong hết một lượt. Bên kia Inugami và Akira bị dồn tới đường cùng, vì cánh tay dính độc cộng thêm mất khẩu súng, Inugami đành nhờ Akira đóng băng hộ cánh tay tránh độc lan mạnh. Ngay khi đám quái xung quanh định lao vào cắn xé, cô gái tóc hồng xuất hiện ở quán bán đồ lưu niệm bước tới hô hào đám quái dừng lại. Nhìn thấy vết thương trên tay Inugami, cô bé kêu chú mau đi theo mình nếu muốn giải độc. Tới dòng suối nơi mọi người ngồi nói chuyện, ban sáng tóc hồng bảo anh ngâm tay vào dòng nước, thật thần kỳ, nước ngấm tới đâu độc tan biến tới đó ngay lập tức. Xong việc, tóc hồng tự xưng mình tên Aya và cầu mong mọi người đừng giết Akiko vì bé cần hỏi ông ta vài điều. Tại trận chiến quái vật ngày một đông nhưng nhóc mê nhà ta vẫn đủ sức cân hết đếch, sợ con ngáo chó nào cứ nhào vô cậu gói gỏi hết. Thấy thằng bé nhỏ mà có võ, Akiko bắt đầu sợ hãi gọi ra con đại boss trùm cuối để nhai đầu lũ trẻ danh hỗn láo. Tuy nhiên chỉ qua 2 giây lia cam của ông quay phim, đống quái vật bao gồm cả con trùm cuối đều giải xác là tả khắp nơi. Kabane sau hồi cật lực chiến đấu đã mất một cánh tay nhưng nó rất nhanh bình phục lại. Còn mỗi thằng chú khốn nạn, Akiko túm cổ gã ném đến trước mặt Shiki. Shiki cảm ơn Kabane, ơn này cậu nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Ok con dê Kabane, rất mong chờ đó nhé. Shiki chuẩn bị dọn dẹp nốt thằng đầu sỏ bỗng bé tóc hồng chạy tới hỏi Akiko giấu chiếc kén của mình ở đâu. Nét mặt thằng bốn mắt nhanh chóng hiện rõ vẻ của kẻ chiến thắng. Chỉ cần còn giữ thứ đó trong tay, anh dám chắc Aya sẽ éo để Shiki giết mình. Mọi người thì thầm đoán giả đoán non hỏi kia là ai, con của thằng Akiko hả? Tuy nhiên Shiki từng nghe lão chú nói trong lúc con ma men nhập. Khác hẳn với quan niệm con người muốn có thằng con chống gậy lúc nhắm mắt xuôi tay, gã chỉ muốn lưu lại những thí nghiệm để đời truyền cho hậu thế. Khi nãy lúc sắp chết, Akiko chỉ hơi buồn một xíu, xem ra gã đã hoàn thành xong thí nghiệm ngoài mong đợi rồi và khả năng cao cô bé tóc hồng chính là thứ đó. Thấy Akiko nhất quyết giữ kín bí mật để giữ mạng, Inugami tiến lên đề nghị sẽ trả ơn bé tóc hồng dưới tư cách thám tử tư. Nhân số alo gọi cho kho nghiên cứu dữ liệu Mihai. Từ 1 năm trước khi tơ vàng xuất bản thành công, bọn họ đã nghiên cứu về nhân vật đáng nghi nhất. Đang đánh game còn bị làm phiền, Mihai cáu điên chốt vấn đề nhanh gọn lẹ, có 4 địa điểm gã ta hay lui tới, hồ nước giải độc đáng nghi nhất bởi xung quanh đó trồng đầy loại hoa mẹ Shiki thích. Dứt lời cả Aya lẫn Shiki liền chạy như bay tới đó. Shiki ngăn cản con bé bất chấp lao xuống nước, bảo việc nặng cứ giao cho anh. Cậu lặn xuống hồ nước phát hiện mẹ mình bị nhốt trong chiếc kén màu hồng. Từ đằng sau một đứa anh chị em của cậu nhe răng chào hỏi, máu loang lổ khắp mặt sông, nó chính thức xuống gặp các cụ. Shiki dẫn mẹ lên và mọi người nhanh chóng chạy tới. Aya thừa nhận mình chính là tơ vàng được sản xuất từ mẹ. Shiki vác mẹ lên vai kéo tay em gái kêu mọi người trở về thôi, thằng chú khốn nạn khỏi cần giết bẩn tay. Shiki hiểu rõ ông ta nhất, việc sống cô độc mất hết cơ hội nghiên cứu là hình phạt khiến ông ta sống không bằng chết. Tuy nhiên Nobimaru cố tình nán lại, thay trời hành đạo, gieo nhân nào gặt quả đó, quy luật đời người luôn là vậy. Mồi lửa bốc cháy dữ dội, Akiko chính thức xuống uống canh mạnh bà. Inugami đưa mẹ Shiki tới bệnh viện người quen cũ. Mới đầu bà chủ bệnh viện đuổi cổ cả bọn thẳng thừng, nơi đây chỉ thăm ngàn giờ hành chính thôi. Tuy nhiên khi nghe nói bệnh nhân là quái vật, bà già lùn lập tức mở cửa chào mừng đón tiếp. Nhìn bà lão Ohana xem bệnh rất chuyên nghiệp, Akira thắc mắc bà là quái vật ư? Con bé này láo nhìn thế nào mà dám bảo bà giả dạng con người hả? Inugami giải thích Ohana khởi nghiệp từ việc chữa bệnh thú y, sau đó bà dần dần lấn sân sang ngành quái vật và đã cứu rất nhiều ca bệnh khoai cực khoai. Kiểm tra từ A đến Á, bà khẳng định vết thương của Kumi vốn bình phục từ lâu, tuy nhiên do vướng mắc tâm lý nên chưa muốn tỉnh dậy. Có vẻ đối với Akiko, Kumi giống con ngỗng đẻ trứng vàng nên hắn ta chẳng dám để cô xây xước dù chỉ chút ít. Đêm đến, Aya đứng ngoài cửa nghĩ về quá khứ cơ cực thuở nhỏ. Dù bản thân sở hữu năng lực nhất kén vàng nhưng Akiko đánh đập nhỏ rất dã man tàn bạo. Hàng ngày cô bé chỉ quanh quẩn trong căn phòng bé tí hon ngắm mẹ ngủ tới mức thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho đến khi nhờ cuộc điện thoại từ người lạ, Aya phát hiện mình có một anh trai. Niềm hy vọng bắt đầu len lỏi, cô bé 5 tuổi ngày ngày cầu trời khấn Phật anh trai sẽ sớm đưa nhỏ cùng mẹ thoát khỏi địa ngục trần gian. Phát hiện em gái ở ngoài lưỡng lự không dám vào, anh cất tiếng gọi. Shiki khen em gái thật dũng cảm chiến đấu vì mẹ trong khi anh bao nhiêu năm qua cứ sống vô lo vô nghĩ, chả làm nên tích sự gì. Biết Shiki chấp nhận mình, con bé mong được gọi cậu bằng Oni-san, cậu cũng đồng ý. Lát sau mẹ tỉnh lại ôm chầm lấy hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Hiện tại hai đứa lớn quá chừng rừng, mẹ hạnh phúc bật khóc tại chỗ. Một nhà 3 người cứ thế ôm nhau ngập tràn hạnh phúc. Một tuần vắng bóng Shiki, mọi người ăn không ngon ngủ không yên, nhớ thằng bé thật nhiều. Chuyện là thằng bé xin phép ở lại bệnh viện chờ mẹ bình phục hẳn. Bây giờ trở thành trụ cột to lớn, nuôi 3 miệng ăn, cậu cũng phải xem xét về mức lương còn con từ văn phòng thám tử. Hiện tại méo biết Shiki đi hay ở, nhưng miễn sao cậu hạnh phúc là cả bọn vui rồi. Mồm thì bảo thế cơ mà non mặt Kabane nó lạ lắm, cứ miễn cưỡng sao sao á. Vừa nhắc tới Tào Tháo tới ngay, Shiki lên tiếng trách mắng đám đồng bọn dám tự ý cắt suất của mình. Bây giờ nghỉ việc đào đâu ra tiền nuôi bà già và em gái cậu, chỉ đợi mẹ bình phục hẳn mới yên tâm lập nghiệp. Đằng sau Aya xuất hiện với stylist girl phố chuẩn gái Tokyo, toàn bộ do mẹ chọn đó, nhưng nhỏ cũng chim ưng quá chừng. Từ con bé hướng nội, Shiki dạy nó cách sống hòa nhập với môi trường mới, xong dạy dỗ quá đà, bây giờ nó hòa tan mẹ luôn. Vào văn phòng thám tử, nó tự nhiên thăm thú như nhà mình, chẳng thấy bỡ ngỡ rụt rè như trước. Con bé đánh giá nơi này toàn người xấu bẩn mà nom cũng gọn gàng phết, ngoại trừ mùi thuốc lá cộng mùi viêm cánh quá nồng nặc. Nhỏ chờ ê chê, mua thuốc hôi nách chị dứt điểm đi nhé mấy khứa. Ngoài việc tới thăm dò văn phòng thám tử, mục đích chính nhỏ muốn nhờ Inugami viết hộ bản hợp đồng. Nhỏ quyết định kết hợp cùng bà Ohana dùng tơ vàng chữa bệnh của quái vật. Shiki nhờ mọi người ngăn cản vì em nó còn quá bé. Ai dè cả đám coi cậu hệt thằng tàng hình một mình một phe. Kabane bảo rằng nhân tố bí ẩn cần được khai thác, đừng nên phí hoài tài năng hiếm có khó tìm. Aya chen lời than vãn ngán ngẩm, kể ông anh trai nhà mình thắng kiếm trăm triệu như các idol top thì nhỏ cũng đâu cần lao đầu vào bán mình cho tư bản vào năm 8 tuổi thế này. Đặc biệt nhắc đến ông anh Kabane vừa đứng về phía mình, cảnh chiến đấu với lũ quái vật đêm đó trông anh ngầu đét. Không ấy đằng đó có người yêu chưa, lưu số em đi, khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em. Khứa mê ngây thơ đồng ý để em nó úp sọt làm Shiki tức lăn ra đất dãy đành đạch. Cánh cửa bật mở, con bước vào gạ Kabane chiến đấu vài hiệp chứ dạo này rảnh háng rõ ngứa chân ngứa tay. Sự chú ý của nhỏ va thẳng vào con bé đang quấn lấy Grad nhà mình, lao tới dùng ánh mắt điện giật tê chết từ cảnh cáo nhỏ tiểu tam này là chồng chị nha bây. Tạm thời ngăn cản con đánh ghen tạt acid vì công việc cấp bách. Inugami thông báo ở phố đi bộ gần đây xảy ra vài vụ việc kỳ lạ. Đám tỷ tỷ xinh đẹp thường bị xé toạc mặt bởi thứ vô hình giữa phố. Tưởng tượng tới cảnh răng môi lẫn lộn hai đứa yếu tim Akira và Shiki đen mặt té xỉu bất tỉnh nhân sự. Nhân viên hơi phế Aya xin phép tới đó điều tra cùng chồng, kém miếng khó chịu con tầm này liêm sỉ gì nữa, bất chấp làm việc cho chồn cũng phải theo sát canh chừng con bé tiểu tam cướp Jean Grad. Tới nơi con dùng thân phận trợ lý cảnh sát trưởng xin phép vào hiện trường, ai dè ông ta nhét bơ vô mồm cô đã đánh còn thẳng thừng đuổi cổ bọn chầu tre. Tới khi Kabane lôi tên văn phòng thám tử Inugami ra, ông lập tức đồng ý mở đường làm con muốn úp mặt xuống sông quê ghê gớm khi bản thân chẳng bằng một lão chồn. Thấy con cứ cầm đèn chạy trước ô tô, Kabane lo lắng nhắc nhở. Nhìn nhỏ Aya cứ ôm cậu khư khư, con cay lắm lập tức giận cá chém thớt mắng cậu chồn đừng có ra lệnh bắt cáo này kia. Tự nhiên ăn mắng té tát, Kabane đồng ý kệ nhỏ thích làm gì thì làm, dẫn Aya đi điều tra tiếp. Đột nhiên xung quanh xuất hiện giọng nói kỳ lạ hứa sẽ xả tức giúp con. Bỗng nhiên tóc Aya bị túm nhấc bổng lên cao, Kabane đấm liều ai dè trúng mục tiêu thật, thành công cứu lấy Aya. Từ bức tường cô ả quái vật xuất hiện khóc lóc kể nỗi sầu muộn mình đang cất giấu, chuyện là cô ta đang yêu thầm anh chàng đẹp trai khoai to ở cửa hàng tiện lợi. Khổ nỗi yêu quái vô hình không tiếp cận được gần người tình, ả yếu quá hóa rồ ghen tị với những cô gái khác liền cướp lấy mặt mũi của họ ghép lên mặt mình. Thấy ả ta gắn sai hết vị trí, Kabane đề nghị mình ghép lại giúp, vậy mà cô ả ứ chịu, còn chuyện tự nhiên ả tấn công Aya là do con muốn thế. Hai đứa khó hiểu quay sang nhìn con vừa chạy tới, bị vạch mặt chuyện xấu, con giận quá hóa rồ nổi điên biến thành hình cáo. Chính nhỏ cũng méo biết là mình đang ghen mà, bình thường nhỏ chơi cùng cậu rất vui, hôm nay lồng ngực nhỏ khó chịu lắm, nhỏ muốn ăn cả Aya cho bỏ tức. Kabane nhanh tay chắn trước Aya, thế là con cắn nhầm vào cậu. Con thất vọng nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ chạy khi thấy chồng bảo vệ bé ba. Trở về, Kabane báo cáo nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhờ Aya dùng tơ vàng phẫu thuật thẩm mỹ giúp cô gái có một bộ mặt xinh đẹp tới gặp Grad. Aya khẳng định nếu Kabane không bảo vệ thì nhỏ chẳng làm nên trò trống gì hết. Kết quả nhỏ thơm chụt cái lên má cậu khiến hai đứa kia há hốc mồm. Nhất là Shiki chỉ muốn đập cho nhỏ em mê trai đầu thai khó hết một trận chứ khứa cay lắm. Buổi tối Kabane tới hỏi thăm bé cáo thì thấy nhỏ vẫn khóc lóc nước mắt đầm đìa hai má. Chả hiểu tại sao nhưng làm con gái khóc chắc chắn do cậu sai. Cậu đặt tay lên má con xin lỗi nhỏ. Aya là em gái của Shiki khu múc bang như đám gà thỏ được đâu, mong nhỏ hiểu dùm cậu. Ê, tự nhiên chồng động viên cái nhỏ hết khó chịu hẳn. Nhỏ nín khóc và mong lần sau cậu hãy sờ má mình thêm nhiều lần nữa nhé, nhỏ phê con tê luôn. Sáng hôm sau Aya tới thăm mỗi bạn trai. Thằng anh Shiki bị cho ra rìa tổn thương nhiều chút. Lát sau con cũng theo tới. Tiểu tam và chính thất đụng độ xảy ra chí chóe khỏi bàn cãi. Akira xung phong đứng lên giải quyết vụ án khó nhằn, bảo rằng bắt cá hai tay rất tội lỗi, cậu chỉ được chọn một người thôi. Nếu nhắc tới tình yêu cậu chọn mỗi Inugami thôi, ngồi không cũng trúng đạn khổ thân. Thanh niên Inugami chính thức trở thành kẻ thù của hai con bé bà chằn. Giữa thành phố Tokyo rộng lớn, anh trai Akira lang thang khắp nơi tìm kiếm em mình. Vô tình đám bợm rượu va vào người anh, xong còn vừa ăn cướp vừa la làng đòi đền bù. Bỏ qua tiền nong, anh hỏi chúng có biết người tên Inugami không, khổ cái người trần mặt thịt có bao giờ chạm tới thế giới quái vật đâu mà biết. Lần này cụ thể hơn, anh trai lôi ra bức chân dung vẽ Akira xấu tới độ ma chê quỷ hờn. Bọn bợm rượu kiểu đùa bố mày chắc thế là bị hóa thành băng do quá vô dụng. Ở nhà Akira hốt hoảng khi thấy anh trai lòi ruột ra ngoài. Kabane nhẹ dạ cả tin được Shiki thông não rút đó chỉ là con gấu nhồi bông nhìn giống anh trai Akira thôi khỏi lo. Cao thủ không bằng tranh thủ, Akira đem tới nhờ ông anh Mihai tài cao sửa giúp. May cho nhóc con game đang bảo trì chứ còn lâu ổng mới biến mình thành máy may. Ngoài khâu vá chỗ thủng ổng còn cài cả thiết bị AI vào khiến anh hai trở nên sống động y người thật. Trên đường anh trai vẫn đi suốt đêm tìm kiếm em mình. Ngày xưa mỗi lần Akira khóc anh trai luôn dỗ dành cậu bằng những từ ngữ dịu dàng nhất. Làng Tử Tuyết nghìn năm mới sinh con trai, tự nhiên lòi hẳn hai đứa nên đám đàn bà trong làng tất nhiên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc hai anh em hết sức chu đáo. Người phụ nữ Tuyết khi sinh con trai sẽ mất mạng, còn người bố mất trí bị nhốt trong căn nhà tối. Anh nhiều lần ngang qua chỗ giam giữ nhưng đều ngó mắt làm ngơ vì lực bất tòng tâm. Anh thầm thề phải bảo vệ em trai thật cẩn thận trước đám đàn bà quyền lực nắm giữ chính trị. Không lâu sau hai đứa nhặt được cuốn sách ai đó đánh rơi trên tuyết, trong đó kể về Tokyo, thành phố xa hoa tráng lệ, nơi người đàn ông Inugami đứng lên cứu rỗi những con quái vật số khổ. Hai anh em tin rằng chỉ cần tới được đó họ sẽ thoát khỏi cuộc sống cầm tù khốn khổ hiện tại. Sáng hôm sau, Inugami giao cho lũ trẻ nhiệm vụ phân xác lẫn trong cát, nhiệm vụ vốn khó vãi linh hồn, song khứa Akira hậu đậu té cái rầm đánh đổ ba bọc trộn lẫn với nhau. Shiki tức giận hét lớn, bộ mày thấy tụi này chưa đủ khổ hay gì, như này khác gì mò kim đáy bể. Suốt cả ngày hôm đó Akira liên tục báo đời nhiều thứ. Shiki kiểu bố nhịn mày lâu lắm rồi nhé, cậu mắng Akira xối xả. Kabane an ủi Akira đừng khóc nữa, bởi có phải bây giờ cậu mới hậu đậu đâu. Quả nhiên bọn ít nói buông câu nào chí mạng câu đấy, giống như sát muối vào vết thương rỉ máu. Akira tủi thân viết thư bỏ nhà ra đi để không trở thành quả tạ gây phiền phức cho mọi người. Đang bơ vơ lớ ngớ chưa biết đích đến, bỗng một người quen thuộc lướt qua, bốn mắt chạm nhau. Hai anh em sau khoảng thời gian xa cách chính thức hội ngộ. Để chào mừng anh trai, Akira dùng số tiền nghèo nàn mời anh chiếc bánh kép, cơ mà anh say no với đồ ngọt, cậu đành xơi hộ. Nghe Akira bảo mình đang tìm chỗ tá túc qua đêm, anh trai thắc mắc sao bảo em ở chỗ Inugami, nhắc tới lại phát dầu. Cậu thành thật kể vụ mình vừa bỏ nhà đi bụi vì quá vô dụng. Bên kia vắng bóng khứa hậu đậu, hai đứa giải quyết mọi việc nhanh gọn lẹ lắm, bận rộn vốn đã quen bây giờ rảnh rỗi tự nhiên hai đứa chán ngang. Bình thường Akira hay bày trò nô đùa, nay vắng bóng hai đứa chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngủ ngày. Buổi tối anh hai dẫn Akira tới bãi đất trống dựng lên lâu đài băng, cậu mơ ước suốt bao đêm. Vào trong ngắm nghía, Akira đề nghị thêm giường công chúa, vòi hoa sen, nhà tắm, view triệu đô vân vân và mây mây. Sự hoàn hảo đẹp ngoài sức tưởng tượng, cậu lôi iPhone 15 ra chụp cắp lúc kết cùng phở bò thì anh trai đột nhiên giật lấy dẫm nát. Anh hứa sẽ tìm đủ những thứ cậu yêu cầu với điều kiện cậu phải ở trong lâu đài cấm ra ngoài. Ê sao cứ như anh trai đang giam lòng cậu thế nhỉ? Tuy nhiên vì tin tưởng anh trai tuyệt đối, cậu chấp nhận ở im chờ đợi. Bên kia hai ông tướng mất đi bông hồng vàng trong làng nội trợ liền cãi nhau chí chóe bởi vừa đốt xong chiếc nồi inox. Nhận ra tổng xỉ và quý bà nội trợ là nước đi sai lầm, hai đứa rủ nhau ra ngoài rước ẻm về dinh. Định mở phở bò ra xem thánh sống ảo có cắp gì, không chợt cả bọn phát hiện Giang Cư Mận đang xôn xao về một lâu đài băng giá. Hiện tại phóng viên đang bao vây xung quanh ghi hình trực tiếp. Inugami dẫn hai đứa trẻ nhanh chóng chạy tới xem thì thấy Yui từ trong bước ra. Yui định xử lý đám phóng viên phiền phức thì bị Inugami dùng súng ngăn cản, gây náo loạn tới mức này đành nhờ cô ả quyền lực Inari bảo kê thôi. Xác định thêm vài đặc điểm Inugami chắc chắn Yui chính là tuyết tử anh trai của Akira. Nghe hai thằng bé định đưa em trai mình đi, Yui tức giận gọi cơn bão tuyết tới đe dọa. Khi biết người tới tên Inugami, Yui chân thành cảm ơn thanh niên vì đã nuôi dưỡng em mình, mỗi tội ai muốn Akira đi thì cứ phải bước qua xác anh. Cúc áo mở bung, mọi người phát hiện trên ngực Yui có hình viên kết thạch giống của Kabane. Tuy nhiên viên này mạnh hơn, nó có khả năng hút linh khí của mọi người nhằm gia tăng sức mạnh, chỉ có tuyết tử chân chính mới đủ trình điều khiển. Lát sau Yui lên gọi Akira xuống kiểm tra phòng tắm mình vừa đề co. Akira ngỡ ngàng ngơ ngác há hốc mồm khi thấy Inugami và hai thằng mặt lợn mắng mình hồi chiều bị anh trai cấp đông hóa đá ở ngay cửa chính. Quá sốc cậu gục ngã bật khóc nức nở, nghĩ vì mình nên mọi người mới bị đắp chiếu. Yui tưởng em trai không khỏe lại lặn lội vào rừng tìm lá bạc hà. Khi đủ an toàn con gấu bông, anh hai lên tiếng nhắc nhở Akira đừng đau buồn quá độ, ba người kia vẫn sống nhân răng đó má, toàn quái vật siêu bá đó gì dễ hẹo thế. Ngoài ra nó còn nêu ra cách thức phá băng, chỉ cần dùng nắm muối pha vào nước là xong. Trong lúc tìm lá thuốc, Yui nghĩ về ngày anh lên ngôi tù trưởng, đúng như cái tên của nó, ngày ngày bị cầm tù bởi đống phụ nữ. Ghen ghét, đố kỵ, nhiều loại cảm xúc phức tạp đổ dồn xuống đầu khiến anh thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Thức dậy từ khi gà gáy trở về lúc tắt lửa tối, đèn Akira là sợi dây ánh sáng lớn nhất để anh có động lực tiếp tục sống. Nhờ lên chức, Yui được biết thêm ngôi làng sở hữu viên linh kết thạch mang sức mạnh to lớn, những trận bão tuyết ngăn chặn người lạ vào làng cũng do nó tạo ra. Trở về nhà, Akira tiếp tục nhờ anh trai bỏ muối vô bồn tắm để sờ skincare da rẻ lâu ngày chưa chăm sóc. Anh trai thấy vui khi cậu đã khỏe hơn và tiếp tục ra ngoài kiếm muối. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với anh trai nhưng vì mọi người cậu đành phải nói dối. Bên ngoài, ả cáo già Inari cùng Nobimaru đã có mặt dự định cướp lấy linh kết thạch của Yui đem về nhân bản hàng loạt. Bức tượng băng chợt biến đổi, khứa Kabane sau khi tan chảy phần trên liền lấy lại ý thức, sẵn sàng cắt bỏ nửa dưới bay ra sàn nhà mới tái tạo lại. Cậu xin lỗi Akira vụ hồi chiều và kể lại việc mọi người tới đây đón cậu nhưng bị Yui hóa đá. Cậu mong Akira hãy theo mình trở về vì văn phòng cần có Akira và mọi người mới tạo thành một gia đình hoàn chỉnh. Đặc biệt cậu hỏi linh kết thạch là gì thì sẽ dễ dàng hơn khi đối phó với anh trai. Akira hiểu anh mình đáng sợ tới mức nào, cậu đâu thể để mọi người gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Akira thẳng tay ném búp bê anh hai xuống đất, dùng lời lẽ cay đắng mắng Kabane, đồng thời khẳng định mình chỉ cần anh trai thôi, đừng mơ dẫn cậu về văn phòng thám tử. Kabane tinh ý bảo Akira đừng nói dối nữa, nhưng nhìn vẻ mặt thật hơn vàng này có giống nói dối không? Akira nhập vai tốt quá khiến Kabane bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Akira thật sự tuyệt tình có mới nới cũ. Cùng lúc Yui vác muối trở về định ra tay tiễn vong Kabane thì Akira chặn trước ngăn cản. Cậu tỏ vẻ mình chán nơi này rồi và ngỏ ý muốn ra chỗ thật xa sinh sống. Yui chiều lòng em trai, hai người bỏ đi ngay trong đêm. Tuy nhiên vừa bước ra cửa Akira đã bật khóc, từng giọt nước mắt hóa thành băng rơi xuống sàn nhà. Cậu thầm tạm biệt ông chủ cùng mấy khứa bạn trong thâm tâm. Con gấu nhồi bông lên tiếng nói thay lời Akira. Nó chỉ cậu pha muối tưới lên tảng băng và nhờ cậu nhét nó vào khe hở trên người hai khứa kia. Thiết bị điện tử có khả năng làm nóng nó sẽ dùng thân nhiệt khiến lớp băng cuối cùng tan chảy. Cửa mở, Inaru xông vào gạ kèo với Kabane. Ả sẽ ở đây trông chừng, dùng lửa phá băng cứu Inugami nhanh hơn, đổi lại Ả muốn cậu phối hợp cùng Nobimaru cướp viên linh kết thạch kia về cho mình. Con gấu anh hai vừa kết nối với nhịp tim Inugami giúp ổng chuyển hóa suy nghĩ thành tiếng. Inugami khích lệ cậu mau tới cứu Akira, cậu lập tức chạy nhanh tới đó. Nhắc về linh kết thạch, Yui sở hữu nó do chính anh cướp từ dân làng. Akira trưởng thành và dần trở thành tầm ngắm của đám đàn bà tràn đầy dục vọng trong lòng. Một mình anh chịu nhục nhã quá đủ rồi, anh không thể để Akira ngây thơ trong sáng bị vấy bẩn. Yui dùng tính mạng chính mình uy hiếp dân làng, bắt chúng phải thả em trai nếu không muốn tuyệt tự. Hết cách, dân làng đồng ý thả người. Cuối cùng Yui phát hiện bọn họ đã cử người ám sát Akira, bởi từ xưa tới nay không nam nhân nào được phép rời khỏi làng. Quá cay cú khi bị chơi vố đau hơn khiến Yui vùng dậy chạy tới đỉnh làng cướp lấy sức mạnh từ viên linh thạch, tạo ra trận bão tuyết xóa sổ ngôi làng biến thái. Quay trở lại thực tại, hai anh em đang mò mẫm trong khu rừng tăm tối thì Nobimaru xuất hiện định bắt Akira làm con tin. Yui đã nhanh tay tạo lồng băng bảo vệ em trai. Đấu với đối thủ đáng gờm cần bung hết skill, hóa thành con cáo non danh mãnh, Nobimaru dùng lửa khiến từng lớp băng Yui tung ra tan chảy hoàn toàn. So kè về kinh nghiệm chiến đấu, Nobimaru hãn kém xa nên nhanh chóng bị Yui khống chế. Vùng thoát khỏi mũi tên băng, Nobimaru tung hỏa mù che lấp tầm nhìn của Yui, bất chấp lao tới cướp lấy viên linh kết thạch. Tuy nhiên chỉ ai đủ sức mạnh chịu lạnh tốt mới có thể điều khiển viên đá. Giống loài cáo lửa chịu lạnh nhiệt kém như cậu thì việc chạm vào chính là pha tự hủy, đâm thẳng xuống lòng đất. Tạm thời ẩn nấp xem xét vết thương, Nobimaru thầm chửi chết cha ả cáo Inari dám giao nhiệm vụ nguy hiểm cho mình. Đâm lao đành phải theo lao, cậu dặn lòng cần bình tĩnh hơn. Tuy nhiên Yui đã phát hiện ra chỗ Nobimaru ẩn nấp, lập tức phóng mũi tên băng tới tấp. May thay Kabane chạy tới kịp lúc cứu khứa cáo thoát khỏi tay tử thần. Bây giờ Yui rất mạnh, cộng thêm viên kết thạch kén chủ, hai người cần đánh ngất anh ấy trước. Kabane sẽ thay Nobimaru lấy đồ cậu cần. Bên kia Akira đang tìm cách cố thoát ra ngoài mà thế éo nào đúng công thức nhưng sai quá trình, mỗi cái đầu lọt qua song thánh kẹt miệng luôn, đéo thể di chuyển nữa. Tiếng va vào nhau của phe chiến đấu báo vang lên rõ mồn một. Akira bắt đầu hoảng loạn, lo sợ đôi bên sẽ khiến nhau ngủm củ tỏi. Chợt nhớ sương mù cấu thành từ hơi nước, cậu thử sử dụng phép băng, kết quả thành công rực rỡ. Triệu hồi ngay quả cầu băng to lớn đủ đô phá lồng sắt, Akira dễ dàng thoát khỏi sự giam giữ chết tiệt. Bên kia Nobimaru đốt cháy cơ thể của Kabane để cậu tiện lao vào solo với Yui mà không bị đóng băng. Ngọn lửa hiện tại chưa đủ đô, Kabane nhờ khứa cáo bonus thêm tí nữa cho chất, thấy bọn nó nâng cấp level nhanh chóng mặt. Yui cũng quyết định giải phóng sức mạnh tối đa, mình đầy giáp băng dự tính khô máu cùng thằng nhóc miệng trẻ trâu. Dưới tốc độ kinh hoàng, Kabane lao vào dùng cú đấm bốc cháy đập tan từng lớp băng trên cơ thể Yui. Nhờ sự trợ giúp từ Nobimaru bồi thêm nhiều lớp lửa, những mũi băng của Yui dần trở nên vô dụng, không thể đâm trúng cậu nữa. Áp sát đối phương, cậu tung hai cú đấm trời giáng vào mặt Yui, đẩy anh rơi vào thế yếu, gục ngã tức thì. Nhát đánh chí mạng cuối cùng do chân Kabane không bình phục kịp khiến cậu di chuyển hơi khó khăn, nhưng vẫn đủ tung đòn kết liễu. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Akira xuất hiện chặn chắn trước mặt anh, buộc cậu vội thu đòn đánh. Cơ thể Yui dần xuất hiện những vết nứt. Nobimaru giải thích do thanh niên cố chấp dùng toàn bộ sức mạnh nhằm điều khiển linh kết thạch, dẫn tới cơ thể rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng. Akira khóc thét cố lấy viên đá ra khỏi người anh trai nhưng nó đếch nhúc nhích xíu nào. Từ viên đá, ký ức Yui trải qua chợt ùa về, chứng kiến anh trai nổi giận xóa sổ ngôi làng vì mình, Akira càng xúc động. Kabane tái sinh từ ngọn lửa, cậu nhả viên mệnh kết thạch của mình hòa làm một với linh kết trên ngực Yui. Ngay khi hai lửa chạm vào nhau, một nguồn năng lực bao trùm lấy Yui, tạm thời đảm bảo mạng sống của anh. Inari xuất hiện bất thình lình cướp lấy viên đá hoàn chỉnh, Inugami đuổi theo kịp thời dằn mặt bắt ả trả nó cho chính chủ. Đâu thể đắc tội lão trồn giả, ả trả viên đá vào tay Kabane, dẫn theo Nobimaru tranh xả bỏ đi. Sau đó cả bọn đưa anh trai của Akira tới bệnh viện nhờ bà Ohana chữa trị. Con bé Aya tính phí chát xin xít nhỏ, trả thèm nể nang bố con thằng khác. Bên ngoài Kabane đứng ngồi không yên mong ngóng Yui tỉnh lại nhanh nhanh, còn hỏi về viên linh kết thạch. Tự nhiên Akira bắt gặp ông cháu Mên đang bồn chồn như thằng chuyển dạ. Sợ Akira còn giận, cậu tính rời đi trước thì nhóc ta gọi lại. Akira khẳng định mình thích văn phòng thám tử lắm. Những lời cay nghiệt trước đó toàn lừa người để cậu không cần đấu với anh trai thôi. Cậu lo anh trai gây nguy hiểm cho mọi người. Mọi hiểu lầm đã giải quyết đâu ra đấy, đôi trẻ nắm tay nhau hớn hở như hai đứa dở hơi sơi cám lợn. Shiki nhìn mà hỏi chấm vãi ỏ. Yui vừa tỉnh, Kabane gấp gáp chạy tới hỏi thăm viên đá. Anh tiết lộ nó có liên quan tới biến cố quái vật 1000 năm về trước. Trận chiến giữa con người và quái vật diễn ra khiến hàng ngàn sinh linh vô tội thiệt mạng. Những quái vật mạnh nhất thời đó quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách truyền sức mạnh vào viên đá, lưu truyền nhiều thế hệ để con cháu bảo quản nó. Quái vật sau trận đại chiến cũng tìm cách cố chung sống hòa thuận với con người. Điều đó chứng minh khả năng cao cha mẹ Kabane có thể là thủ lĩnh cấp cao hoặc cũng do họ nhặt lại viên đá. Việc này vẫn phải điều tra kỹ càng. Tới thời gian giải quyết vấn đề anh em, Yui nằng nặc muốn tự mình chịu trách nhiệm vì sự nông nổi xóa sổ ngôi làng. Akira cáu bẩn tát anh cái nhát rõ đau, đồng thời mắng anh bớt overthinking lại đi. Anh em như thể chân tay rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Cậu muốn từ nay anh trai hãy để mình chia sẻ khó khăn nữa. Hai đứa là anh em song sinh kia mà. Giải quyết hết các drama, Akira nhờ mọi người kết thành ngôi sao 5 cánh, đăng lên mạng khoe cái kết happy ending nhiều năm chờ đợi. Inari chưa chịu từ bỏ viên ma kết thạch, kêu Nobimaru nghĩ cách khiến Kabane tình nguyện dâng tặng bằng 2 tay thì cậu nghĩ ngay tới con. Truyền đạt lại mong muốn của Inari, con chấp nhận thay chủ nhân xử lý vấn đề nan giải. Vài ngày sau, Akira xin nghỉ phép đi chữa lành vết thương rách ta tơi hộ Yui tiện thể nhằm củng cố tình anh em sau nhiều năm xa cách. Inugami vừa tìm thấy chút manh mối về trận đại chiến năm xưa nên muốn dẫn Kabane tới đó điều tra. Shiki xin phép ở lại, cậu muốn nhân thời gian rảnh rỗi chăm sóc mẹ và em gái. Shiki chúc hai chú cháu lên đường may mắn mang tin tốt lành trở về. Ngày xuất phát, Kabane xin ông anh đợi mình tới công viên nói lời tạm biệt cờ rớt. Sát gái cũng khổ quá, ta cứ độc thân như lão, tự do tự tại hết sẩy. Đúng lúc đó con xuất hiện đòi bám càng hai chú cháu. Môn thì bảo tới đó múc bang đống hải sản nhưng mà nhỏ nói dối dở tệ. Inugami nhìn cái thấu rõ mục đích nhỏ che giấu. Khung phát anh chấp nhận đèo bòng thêm cái miệng ăn nữa, tuy nhiên tiền vẫn cứ phải tính cho cáo già. Mặc dù hơi muộn nhưng bây giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa tìm cha mẹ cho cậu. Hình ảnh ba chú cháu khí thế ngút trời đi tìm hiểu sự thật đã khép lại phần 1 bộ phim rồi. Phần 2 anh em cùng S ngồi lót dép hóng tiếp nhé. Bye bye anh em.